tối cường hệ thống đế hoàng chương 2061, thu mua tinh hạch. Tới, thánh vực những người mới tại gia nhập thiên thánh cung trước đó, chúng ta trước cạn một chén, chờ các ngươi gia nhập thiên thánh cung, nhưng là không còn như thế tùy ý. Tại long bá trong mắt, đang ngồi các vị, vô luận là người trẻ tuổi, vẫn là sáng thế không gian tới lão quái vật, đều là người mới mà gia nhập thiên thánh cung về sau, này chính mình là chấp sự, những người này thì là đệ tử về sau đừng nói không có giao tế liền là có cũng không có khả năng này tùy tiện tới chúng ta mọi người kính long chấp sự một chén chúng ta có thể gia nhập thiên thánh cung đều là long chấp sự từng cái lựa đi ra năm đó nhỏ tiện tiện mấy người bọn hắn ngoại trừ tây môn hạo dĩ nhiên hiểu rõ long bá ý tứ mà bây giờ người mới bên trong chính mình là nhất có thể nói lên lời lại thêm long bá theo gặp mặt đạo hiện tại vẫn luôn đối với mình rất không tệ hắn không bằng mang cái tiết tấu Quả nhiên, Long Bá trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Quy, lão tiền bối, cái gì gọi là chúng ta ngoại trừ A? Chúng ta có thế là theo chân Long chấp sự cùng đi, trên đường đi tận chịu chiếu cố của hắn. Đến, chúng ta cùng một chỗ kính Long chấp sự một chén. Kiếm tiễn cũng bưng chén rượu đứng lên, bất quá cũng không phải sinh khí, mà là nói đùa Tây môn hạo. Tới tới tới, cùng một chỗ, mọi người cùng nhau mang chén, cùng Long Bá cạn một chén mọi người kỳ thật cũng không biết Long Bá tại Thiên Thánh Cung cụ thể địa vị, dù sao Thiên Thánh Cung chấp sự có hơn một vạn người. Nhưng có thể mò được dạng này mỹ xoa, phía trên hẳn là có người. Vài chén rượu hạ đổ, thánh vực rượu ngon lại có chút sức mạnh, mọi người dần dần bắt đầu lời nhiều hơn. Nhất là liên quan tới dân bản địa cùng kẻ ngoại lai chủ đề, mọi người phản phất đều quên, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, tầng kia ngăn cách đã tan biến. Dù sao, về sau đều là thiên thánh cung đệ tử, qua chút năm, người nào còn biết cái nào là dân bản địa, cái nào là kẻ ngoại lai a. Tới tới tới, tất cả mọi người nếm thử ta quê quán đặc sản, cũng không nhiều nha. Mỗi người chỉ có thể cho một cây. Tây Môn Hạo bỗng nhiên lấy ra bốn hộp xì gà, trong đó ba cái phân cho này chút người mới, còn có một hộp cho Long bá. Long bá dĩ nhiên vui lòng, kỳ thật tại rút một cây về sau, hắn liền có muốn mua ý nghĩ. Bất quá nếu là người ta theo sáng thế không gian dẫn tới, khẳng định số lượng không nhiều, tuyệt đối sẽ không bán. Nhưng thấy Tây Môn Hạo hào phóng như vậy, hắn tâm tư lại tính toán, Tây Môn Hạo tuyệt đối có mục đích gì. Mọi người tuần tự đốt lên xì gà, tại trước bàn học Tây Môn Hạo dáng vẻ phúng vân thổ vụ, tiếp lấy chính là kinh ngạc tán tháng liên tục. Ba lạp đám người rút qua mấy lần, không có gì ngoài ý muốn, có thế những người khác không có rút qua, cảm giác được nguyên thần của mình cùng linh hồn đồng thời từng tăng thêm như vậy một chút, mà lại bị tử kình làm cho hôn mê đầu não trong nháy mắt tỉnh táo, không khỏi kỳ lạ vô cùng. Tây môn hạo để cho người ta có mục đích, hắn đây là trước cho cái táo ngọt, mới tốt buôn bán mà. Các vị, cảm giác kiểu gì? Không sai, coi như không tệ. Không nghĩ tới còn có này loại tăng cường nguyên thần cùng linh hồn đồ vật, tây môn lão huynh, bán không? Đúng đúng đúng, nhiều ít thánh tinh tệ một cây, ta mua chút. Mọi người nhất thời mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Dù sao, tại thí luyện tinh bên trên bọn hắn cũng moi không ít chỗ tốt. Các vị, các vị đừng nóng vội. Tây môn hạo đè ép ép bàn tay, mọi người yên tĩnh trở lại, từng cái mong mỏi cùng trong mong. Chỉ có Long Bá, phản phất xem thấu Tây môn hạo kế vặt, cười không nói. Các vị, thứ này bán hay không một hồi lại nói, là như vậy, ta đây có cái tham ăn sủng vật, cần một chút nhất giai tinh hạch, nghĩ mua sắm một chút. Giá thị trường, năm thánh tinh tệ một cái. Tây môn hạo nói xong, Đưa tay đem môi cầu theo trong tay áo móc ra. Tiểu môi cầu, tới, Ba Bỉ đã vài ngày không cùng môi cầu xong. Cái vật nhỏ này, trong nháy mắt phản bội Tây Môn Hạo, bay đến Ba Bỉ trong tay. Mà mọi người thì là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ta có, nhưng muốn đổi với ngươi cái này. Một tên thiếu niên dơ hơn nửa đoạn xì gà nói. Tây Môn Hạo trong mắt hơi híp, bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay nắm đối phương hơn nửa đoạn xì gà đoạt lại. Sau đó tay bên trên tinh lực trung động xì gà biến thành tro bụi để cho người tác là xem ở về sau đồng môn mức nhưng mong muốn làm làm uy hiếp tây môn hạo không hề tiếp tục nói mà là thả ra một điểm sát khí khiến cho người kia giật mình tức kinh cũng lại xấu hổ một chút vốn định cũng muốn dùng tinh hạch trao đổi xì gà người nhìn xem thiếu niên trống rỗng trong tay chưởng trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ bọn hắn lúc này mới nhớ tới vị gia này có thể là giết hơn 100 người sát tinh ha ha Tây Môn Hạo nói không sai, thứ này là hắn tặng cho, các ngươi làm sao còn có thể dùng cái này áp chế hắn đâu. Tây Môn Hạo, ta chỗ này có một ít nhất giai tinh hạch, đưa ngươi. Long bá đạt được một hộp xì gà, lại tăng thêm Tây Môn Hạo tiểu tử này hết sức thức thời, tự nhiên ưa thích. Vung tay lên, một cái túi tiền vứt xuống Tây Môn Hạo trước mặt. Tạ Long chấp sự, ta đây liền không khách khí. Tây Môn Hạo cũng không nhìn, trực tiếp đem túi tiền thu vào. Ta này cũng có chút, Bất quá muốn bán cho ngươi, giá thị trường giao dịch thành, tổng cộng 20 cái. Tứ nha đầu cũng lấy ra một cái túi tiền, bên trong là 20 cái nhất giai tinh hạch. Cái đồ chơi này đối với bọn hắn tới nói liền là gân gà, coi như là có sủng vật cũng sớm cũng không phải là nhất giai sủng vật. Tạ tứ tỷ, Tây môn hạo lộ ra rất xuất khí nụ cười, phối hợp cái kia cực kỳ có lừa gạt tính khí tức, khiến cho tứ nha đầu không khỏi trong lòng rung động. 20 cái nhất giai tinh hạch, 100 thánh tinh tệ một trăm thánh tinh tệ đối với tây môn hạo tới nói đơn giản chút lòng thành các vị còn có giao dịch sao giao dịch xong chúng ta bàn lại xì gà sự tình tây môn hạo hít thật sâu một hơi xì gà phun một chuỗi vòng khói ta có năm cái bán cho ngươi không đưa cho ngươi vừa rồi cái kia áp chế tây môn hạo thiếu niên vội vàng lấy ra năm cái tinh hạch vẫn là đưa tặng sợ tây môn hạo một hồi không bán cho chính mình loại kia đồ tốt ha ha ta cao tuổi rồi Sao có thể chiếm ngươi cái em bé tiện nghi đâu? 25 thánh tinh tệ. Ba. Tây Môn Hạo đem một thanh thánh tinh tệ đặt ở mặt của đối phương trước, vừa vặn 25 cái. Thiếu niên kia thiện ý cười cười, cũng không có khách khí. Thu thánh tinh tệ, lấy ra năm cái nhất giai tinh hạch. Còn có người nào a? À? Hàng loạt thu mua a. À? Tây Môn Hạo uống một chén rượu, dắt cuốn họng hô, ta có, ta cũng có, còn có ta. Rất nhanh Tây Môn Hạo tại những người này trên thân mua hơn 100 nhanh nhất giai tinh hạch, nhưng làm môi cầu vui như điên. Môi cầu thăng cấp là thật mau, nhưng cũng quá tiêu hao tinh hạch. Mãi đến trên thân mọi người nhất giai tinh hạch bị Tây Môn Hạo toàn bộ mua hết về sau, tràn diện mới yên tĩnh trở lại. Tây Môn Hạo cũng không có nghĩ tới những người này như thế có liệu, xem ra này chút không ít tại thí luyện tinh thượng chiếc mệt nhọc, ép lấy bảo vật. Tạ ơn các vị a. À. Lần này nhà ta môi cầu có ăn. Đến, ta kính mọi người một chén. Tây môn hạo bưng chén rượu lên, vòng kính một vòng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, Tây môn hạo liền đem môi cầu theo ba bỉ trong tay cầm qua, lấy ra một cái tinh hạch nuôi nấng. Môi cầu đã sớm đã đợi không kịp, tốc độ cao bắt đầu ăn. Chà chà, Tây môn hạo, ngươi này vệ tinh trùng phẩm chất không tệ mà, là theo các vị mặt thu dưỡng A. Hơn nữa nhìn ngươi theo thí luyện trước đó liền có được thánh tinh tệ đến xem, các vị mặc đi qua thánh giả long bá người nào kỳ thật đã sớm nhìn ra thậm chí hắn cho rằng tây môn hạo mạnh như vậy khẳng định tiếp thụ qua thánh giả chỉ đạo hắn dĩ nhiên sẽ không cho là tây môn hạo có khả năng làm chết một cái tứ tinh thánh tôn tây môn hạo tuyệt không ngoài ý muốn theo hắn tại thiên thạch căn cứ không e dè mua sắm tinh hạch liền nghĩ kỹ lý do xem ra cái gì cũng không gạt được long chấp sự a à. không sai tại vị diện thời điểm Chúng ta thần giới vị diện xác thực đi một vị thánh giả, ta sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, cũng là đạt được lão nhân gia ông ta chỉ đạo. Đáng tiếc, phía dưới pháp tắc đối với hắn áp chế quá lợi hại, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn rời đi, nghe nói trở lại thánh vực cơ hội xa vời, hắn liền đem hắn hậu nhân đưa cho ta, để cho ta chiếu cố. Ai, cũng không biết hắn lão nhân có chưa có trở lại thánh vực. Ồ, chẳng lẽ đi các vị mặt người là vệ tinh trùng nhất tộc. Long bá có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy a à. đáng tiếc lão nhân gia ông ta rất ít nói cũng không nguyện ý giảng giải liên quan tới hắn chính mình sự tình cũng là hắn đi chúng ta vị diện thời điểm gặp phải người đầu tiên là ta bằng không thì hắn sẽ không tiếp xúc bất luận cái gì người tây môn hạo cái kia diễn kỹ tuyệt đối tiêu chuẩn lừa dối lên người tới không lọc nửa điểm sơ hở Ồ, nguyên lai là dạng này long bá sờ lên cái cầm rơi vào trầm tư không biết đang suy nghĩ gì mà tây môn hạo đâu uống một hớp rượu, sau đó liền nhìn xem môi cầu ăn tinh hạch, căn bản cũng không đưa ra bán xì gà sự tình. Khụ cụ, cái kia, tây môn huynh đệ, ngươi xem, ngươi kia cái gì xì gà bán không? Rốt cục vẫn là có người không kiên trì nổi, không bán. Tây môn hạo cũng không ngẩng đầu lên, cùng trước đó thái độ đơn giản 180 độ bước ngoặt lớn. Ách, người kia bị nghẹn ngậm miệng không trả lời được. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Hạo không biết xấu hổ như vậy cự tuyệt. Quy, Tây Môn Hạo, lúc trước ngươi nói, giao dịch xong tinh hạch, liền bán xì gà. Một tên tóc lục nữ tử không vui chất vấn. Tây Môn Hạo quay đầu liếc qua, sau đó lại cầm một cái tinh hạch cho môi cầu. Ta nói qua sao? Ta nói có khả năng đàm, không nói bán. Đàm thôi, ngược lại ta không bán. Ngươi, ngươi, ngươi như thế không biết xấu hổ như vậy. Cái kia tóc lục nữ tử khí mặt đều biến sắc. Những người khác cũng là từng cái vẻ mặt bất thiện, này tây môn hạo cũng quá vô sĩ a à? ha 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 và dạ thành tinh nói đến liền là lão gia gia ba bỉ che miệng cười nói thần tượng a kiếm tiễn nhìn xem tây môn hạo con mắt tỏa ra ánh sáng gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ha 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 các vị người ta không bán coi như xong đừng tổn thương hòa khí đến tiếp tục uống rượu long bá bưng chén rượu lên hòa giải hắn hiểu rất rõ tây môn hạo theo thí luyện tin trong video, thấy được Tây Môn Hạo rất nhiều chuyện vô sĩ. Mọi người cũng biết không thể trêu vào gia hỏa này, đành phải buồn bực ngồi xuống lại, tiếp tục uống rượu. Bất quá những người này rõ ràng không có trước đó nhiệt tình, đối Tây Môn Hạo có chút xa lánh, ngoại trừ ba lạp đám người. Tây Môn Hạo dĩ nhiên sẽ không để ý, hắn đi theo người căn bản không phải một cái thế giới. Tinh hạch tới tay, hắn quản ngươi nha là ai đâu. Trận này tiệc rượu kéo dài một ngày, mọi người uống rượu nói chuyện phím, nói thoải mái. Nhất là Long Bá, cơ hồ lần lượt lo lắng này 30 người mới một phiên, thật tốt lôi kéo quan hệ. Khoan hãy nói, thật đúng là có mấy người, nguyện ý đầu nhập Long Bá môn hạ, bất quá bọn hắn muốn thử một chút có thể hay không đầu nhập trưởng lão môn hạ lại nói. Long Bá đối với cái này không có ý kiến gì, dù sao người thường đi chỗ cao mà. Bất quá, dựa theo những trưởng lão kia chọn người hà khắc, người nơi này, ngoại trừ Tây môn Hạo bên ngoài, cũng là cái kia mười mấy bài danh phía trên có cơ hội. Mọi người ở đây ngồi trong đại sảnh lẫn nhau hiểu rõ thời điểm, bỗng nhiên tinh du khí khẽ rung lên, tiến hành bước nhảy không gian. Động tĩnh không lớn, thời gian cũng rất bao ngắn tạm, so Tây môn Hạo bọn hắn lần thứ nhất ngồi cái chủng loại kia tinh du khí bình ổn nhiều. Đông tử mở ra toàn cảnh hình thức, khiến cái này mới vừa từ sáng thế không gian tới đám lão già này nhìn một chút chân chính thánh vực. Long bá tại tinh du khí bình ổn về sau, liền đối với phòng điều khiển hô: "Được rồi sư phụ." Xoạt, toàn bộ tinh du khí bỗng nhiên trở nên trong suốt, trừ một chút giá đỡ cùng với bàn ghế chờ bài trí bên ngoài, tất cả vách tường toàn bộ tan biến, hoặc là nói, tất cả vách tường biến thành pha lê. Hoa nga, tất cả mọi người nhịn không được phát ra tới một tiếng thốt lên kinh ngạc, cũng bao quát những cái kia dân bản địa, bởi vì bọn hắn không là sinh hoạt tại riêng phần mình tinh cầu bên trên, chính là ngồi tại không có cửa sổ tinh du khí bên trong, thánh vực phong cảnh, nhiều nhất liền là tại quan não bên trên thấy qua một chút. Chỉ thấy bên ngoài là vũ trụ mênh mông, vô số viên tinh cầu lóe lên vô số loại vần sáng, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít. Vô biên không gian vũ trụ cũng không là bọn hắn trước đó thấy vô biên trống vắng, mà là phiêu đảng hàng loạt vũ trụ quan mang, phản phất đến đồng thoại thế giới. Không chỉ như thế, trong vũ trụ còn có thỉnh thoảng có khả năng thấy từng cái tinh du khí bay qua, nhiều loại, có lớn có nhỏ, nhưng tại trong vũ trụ bay lượng đám người chưa phát giác tịch mịch. Các vị, cái này là chân chính thánh vực không gian, thế nào? Có đẹp hay không? Long bá bưng chén rượu, đứng tại rìa, nhìn mỹ lệ thánh vực không gian. Quá đẹp, cùng trên tivi thấy tuyệt không một dạng. Tây môn hạo choáng váng, không nghĩ tới thánh vực không gian sẽ xinh đẹp như vậy, cùng hắn tưởng tượng tuyệt không một dạng. Cái gì? Cái gì tivi? Long Bá nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Hạo. A, à, nha, không có gì. Tây Môn Hạo kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai? Xem ra là thật bị khiếp sợ đến. Long Bá coi là Tây Môn Hạo bị khiếp sợ hồ ngôn loạn ngữ cũng không có gì hoài nghi. Ha ha ha! Cười chết ta rồi. Tiểu Nhật Thiên, ngươi cho rằng Thánh Vực là ngươi lão gia vũ trụ? Hề hề bỗng nhiên nhảy ra ngoài treo chọc Tây Môn Hạo. Khụ khụ, hết sức một dạng mà. Nhưng ngươi nha cũng đã nói nơi này cũng không là ta hiểu rõ vũ trụ mà là thánh vực mỗi người đều có vô tận thọ nguyên thánh vực tây môn hạo một vừa nhìn phía ngoài cảnh đẹp một bên trong lòng nói ra đúng vậy a à. vô tận thọ nguyên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra có thể vĩnh sinh bất tử đây chính là vì cái gì thánh vực hàng năm đều phải đi qua thí luyện nguyên nhân lấy ra mũi nhọn tới bồi dưỡng mà những cái kia liền tuyển chọn đều không qua lọc rác rưởi là không xứng có được tài nguyên hề hề nói xong lại bắt đầu cảm khái từ khi tây môn hạo đi vào thánh vực về sau hề hề đều không ngừng cảm khái tây môn hạo đã sớm hiểu rõ những thứ này không thèm để ý đối phương mà là lại lấy ra một cái tinh hạch ném cho môi cầu nhìn xem bên ngoài bỗng nhiên hắn thấy bên ngoài có một đầu quái thú to lớn tại phi hành sau lưng còn đi theo mười mấy con hình thể nhỏ một chút quái thú mau nhìn thật là lớn tinh thú a ba bỉ chỉ bên ngoài ngạc nhiên nói đây là thiên thạch thú bọn hắn tại công kích thời điểm, đều sẽ ngụy trang thành thiên thạch, hết sức khó phát giác, chúng nó giống như đang đuổi đường, cho nên không cần sợ. Long bá vậy mà làm sướng ngôn viên. Mọi người thấy một đám tinh thú gào thét mà qua, tốc độ kia, không thể so với tinh du khí chậm. Mà lại người ta là dùng thân thể bay lượn, rõ ràng này tinh thú ngoại trừ trí lực rất thấp, thân thể vẫn là rất mạnh. Ân, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nói đến liền là chúng nó. Ồ đúng, các ngươi mười cái theo sáng thế không gian tới tới long bá bỗng nhiên nhìn xem tây môn hạo đám người nói mọi người vội vàng bu lại không rõ long bá muốn làm gì nắm ta cho các ngươi quan não lấy ra đến cho các ngươi một chút thánh vực cơ sở tư liệu long bá nói xong mở ra chính mình quan não mọi người vội vàng vươn tay phải của mình lộ ra quan não đồng thời mở ra long bá nhìn lướt qua đợi thấy tây môn hạo trí năng vòng tay về sau sửng sốt một chút cái này Tây Môn Hạo, so thánh vực người còn giống thánh vực người. Đương nhiên, có lẽ là trước đó Tây Môn Hạo lừa dối thành công, Long Bá cũng không có gì hoài nghi, cho rằng là cái kia đi thần giới vị diện thánh giả cho. Mở ra các ngươi quan não. Mọi người mở ra chính mình quan não, sáng lên từng đạo đạo quan mang. Truyền thâu thánh vực cơ sở tư liệu. Long Bá đối với mình quan não nói ra. Sưu sưu sưu. Quan não bắn ra từng đạo đạo quan mang, cùng 10 người vòng tay kết nối, tốc độ cao truyền thâu nước cờ theo khoa nga cơ hội tốt tiểu tiểu hề ăn cắp hắn hết thảy số liệu hề hề thanh âm bỗng nhiên tại tây môn hạo trong đầu vang lên mẹ nó không có nguy hiểm a à. tây môn hạo trong lòng hỏi yên tâm đi không có vấn đề hề hề rất có lòng tin nói ra được a à, chỉ cần không có chuyện ngươi tùy tiện chơi tây môn hạo nhìn xem truyền thâu số liệu ánh sáng cùng những người khác giống như đúc cũng không có gì thay đổi liền yên lòng. Rất nhanh, số liệu truyền thâu hoàn tất, Long Bá đóng lại quan não. Tốt, đến Thiên Thánh Cung còn cần 11 ngày, đều đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Long Bá khoát tay áo, sau đó quay người hướng về phòng điều khiển đi đến. Đồng thời, toàn cảnh hình thức đóng cửa, phía ngoài mênh mông phong cảnh cũng tan biến. Mọi người từng cái vẫn chưa thỏa mãn hướng về gian phòng của mình đi đến, về sau còn có rất nhiều cơ hội quan sát thánh vực, cũng không vội ở này nhất thời. Quy, lão tiền bối, xì gà thật không bán sao. Kiếm tiễn bỗng nhiên tiến tới Tây Môn Hạo bên người. Tây Môn Hạo lường đối phương liếc mắt, sau đó lắc đầu, liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhỏ tiện tiện, đừng suy nghĩ, chúng ta quen biết thời gian của hắn so ngươi không dài. Hắn căn bản sẽ không bán. Ba lạp vỗ vỗ kiếm tiễn bả vai, đập đối phương một hồi nhe răng nhếch miệng. Mẹ nó, khí lực lớn như vậy làm gì? Kiếm tiễn sờ lấy bờ vai của mình mắng. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, đến, tỷ cho ngươi xoa xoa. Yêu yêu mang theo một cổ hương phong nắm tay đặt ở kiếm tiễn trên bờ vai, dạng như vậy vũ mị tới cực điểm. Kiếm tiễn trong nháy mắt cùng qua điện, cái này ý vị mười phần yêu mị tử, khiến cho hắn cái này không biết nữ nhân vị thiếu niên tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Yêu yêu bỗng nhiên nắm miệng tiến tới kiếm tiễn bên tai, thổi làn gió thơm nói ra. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi giúp ta, vì báo đáp ngươi, cửa phòng của ta không khóa. Nói xong, quay người lắc một cái lắc một cái hướng đi gian phòng của mình. Kiếm tiễn một trái tim kinh hoàng không thôi, nhìn xem yêu yêu cái kia câu hồn bóng lưng, ít hầu hơi hơi trống nhúc nhích một chút. Ba, lại là một cái bàn tay đập vào trên vai của hắn. Không phải ba lạp, càng không phải là yêu yêu, mà là đau ni. Kiếm tiễn một cái giật mình lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó dụng lực mở ra tay của đối phương. Làm gì? Hắc hắc, nhỏ tiện tiện, ngươi sẽ không thật muốn cùng lão thái bà kia đao ni có chút mập mờ cười tiểu nha đầu này đừng nhìn năm nhớ không lớn hiểu được còn rất nhiều kiếm tiễn trực tiếp một cái liếc mắt ai cần ngươi lo còn có yêu yêu tỷ không phải lão thái bà người ta đó là thành thục mà lại có mùi vị nào giống ngươi hoàng mau nha đầu nói xong hướng về gian phòng của mình đi đến bất quá khi đi ngang qua yêu yêu gian phòng lúc bước chân dừng một chút nhưng vẫn là nhịn được không có đi vào Hừ, tao, vị A, còn thành thục, ta nhìn ngươi là có luyến mẹ tình kết. Đao ni khi dễ nhìn xem kiếm tiễn, vẻ mặt khinh thường. Yêu, đao da tiểu muội ghen. Một tên ghim đủ loại màu sắc biếm tóc nhỏ thiếu nữ xông tới, nghe ngữ khí, rõ ràng nhận biết đao ni. Kỳ thật không tính là quen thuộc, tối đa cũng liền là nhận biết, bởi vì này có chút không phải chủ lưu thiếu nữ gia tộc trưởng bối cũng tại thiên thánh cung mặt cho chấp sự. Đao ni quay đầu nhìn thiếu nữ liếc mắt, trực tiếp đổi nói mắc mớ gì tới ngươi hừ nói xong xoay người rời đi thiếu nữ ăn một xẹp khuôn mặt nhỏ rét lạnh một thoáng cùng đau nhất tộc đều là một cái tính tình xin hỏi chủ nhân là có hay không phải nhanh chóng trí nhớ thánh vực hết thảy tư liệu bởi vì tư liệu khổng lồ tốc độ cao trí nhớ sẽ có chút khó chịu xác định nhanh lên đi hạo gia không có thời gian đi đọc qua tư liệu được rồi chủ nhân oanh họa tàu tây môn hạo một tiếng hò hét sau đó ngang trời nằm ở trên giường nghiêng đầu một cái ngất đi thánh vực tư liệu nhiều lắm một sát na toàn bộ khắc ở trong trí nhớ không ngất mới là lạ đang trông coi một đống nhỏ tinh hạch gặm ăn môi cầu nhìn thoáng qua tây môn hạo sau đó tiếp tục gặm ăn ông theo ánh đen lóe lên môi cầu lần nữa tấn cấp tiến cấp tới nhất giai tam tinh thánh trùng bất quá tên tiểu tử này đối với tiếng giai cùng nhóm không có cái gì gợn sóng tiếp tục ăn lấy nó tinh hạch. Qua một hồi lâu, Tây Môn Hạo mới ung dung tỉnh lại, bất quá lại không có lập tức ngồi dậy, mà là hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, đang ở liếc nhìn trong đầu của mình bỗng nhiên nhiều khổng lồ trí nhớ. Bên trong có đối thánh vực giới thiệu, bao quát 10 đại tinh vực cùng với 1.000 cái tinh hệ đại khái tự thuật. Đương nhiên, giảng giải nhiều nhất là trạm lam tinh vực, dù sao nơi này là trạm lam tinh vực. Ngoại trừ địa lý, chính là đối thánh vực các thế lực lớn giới thiệu, nhưng chỉ là giới thiệu giống thiên thánh cung dạng này đỉnh cấp thế lực ngoại trừ các thế lực lớn còn có các đại chủng tộc cùng với một chút đặc thù chủng tộc giống vệ tinh trùng liền là đặc thù chủng tộc cũng là tộc nhân số lượng không nhiều chủng tộc sau đó liền đủ loại tinh thú giới thiệu thậm chí còn phụ thêm hình vẽ này tóm lại toàn bộ thánh vực tư liệu nếu là dùng nhìn bằng mắt thường liền là coi trọng cái bảy ngày bảy đêm cũng không nhìn xong mà tây môn hạo lại trong nháy mắt toàn bộ nhớ kỹ cái này cũng liền không kỳ quái hắn vì sao lại ngất đi. Lần này hắn xem như đối thánh vực có một cách đại khái hiểu rõ, ngoại trừ khiếp sợ, chính là xúc động. Vốn cho rằng thiên thánh cung đủ lớn, có thể là đối mặt toàn bộ thánh vực, thiên thánh cung liền là dọc nước trong biển cả. Hắn là cái có giả tâm nam nhân, trước kia làm qua hai lần hoàng đế. Có thể là tại thánh vực không có hoàng đế, càng không có cái gì quan viên, nhiều nhất liền là thánh vực liên minh vì thuận tiện quản lý. Tại mỗi viên sinh mệnh tinh bên trên làm cái cái gọi là tinh chủ, mà tinh chủ cũng không có quá lớn quyền lợi, nhiều nhất liền là thí luyện tuyển chọn thời điểm tổ chức một chút thôi. Thánh vực là cái siêu cấp tự do địa phương, ngươi muốn ngươi đủ mạnh, ngươi có khả năng tùy tiện hùng bá một phương, căn bản mỗi người sẽ quản ngươi. Tây Môn Hạo chỉ thích như vậy hoàn cảnh, đủ sức lực, cũng có thể không hề cố kỵ phát triển giả tâm của mình, đến mức thánh vực liên minh. Được a thánh vực chân chính người cầm quyền không phải người nào đó, mà là thánh vực trong liên minh tất cả mọi người, tự như là một cái liên hiệp quốc, chuyện trọng đại tập thể làm biểu quyết. Thánh vực liên minh là từ 10 cái tinh hệ đỉnh cấp trong thế lực đỉnh cấp cường giả tổ kiến, cũng là những cường giả này làm tranh đoạt lợi ích địa phương. Thánh vực mặc dù hết sức tự do, nhưng lại không thể thương tổn đến thánh vực liên minh lợi ích, bởi vì tổn thương đến thánh vực liên minh, chẳng khác nào thương tổn tới thánh vực tất cả thế lực cao cấp lợi ích. Như vậy, này chút đỉnh cấp thế lực liền sẽ đưa ngươi nghiền thành cho bụi. Đến mức thánh vực Liên Minh đến cùng có người hay không khống chế bên trong những cái kia các thế lực lớn cường giả, này ít tài liệu bên trên không có, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, cái này tự do thánh vực, rất nhiều thứ xuất từ Liên Minh, cũng nhất định phải nghe Liên Minh. Tỷ như, thí luyện tuyển chọn là từ Liên Minh phái người tổ chức, 10 khóa thí luyện tinh bên trên chủ quản do Liên Minh phái ra sáng thế không gian thập đại khu dẫn dắt thành viên đồng dạng đến từ liên minh. Còn có, thánh vực liên minh thống nhất tiền tệ, phân chia 10 đại tinh vực, 1.000 tinh hệ, sáng tạo ra công nghệ cao, thậm chí khoa học kỹ thuật đổi mới. Nhưng cũng chế định không từng chiếm được nhiều ỷ lại công nghệ cao quy củ, làm cho cả thánh vực người cường hóa bản thân. Càng là thành lập thập đại thánh học cung, làm thánh vực bồi dưỡng càng thêm đỉnh cấp nhân tài. Thánh vực, cực kỳ giống Tây Môn Hạo năm đó thành lập tự do thành tại đây bên trong ngươi có thế tùy ý giết chóc, tùy ý hưởng thụ thánh vực sáng tạo tiện lợi, thậm chí không cần giao thuế. Thế nhưng, thánh vực liên minh nói giết chết ngươi, thậm chí giết chết ngươi toàn tộc cùng với cả viên sinh mệnh tinh, liền là chuyện một câu nói. Bởi vì, thánh vực liên minh đại biểu 10 đại tinh vực hết thể đỉnh cấp đại môn phái, đại gia tộc. Tây môn hạo trong thoáng chốc mất đi mục tiêu của mình, bởi vì cùng vô biên thánh vực cùng với những cái kia tồn tại vô số năm thế lực lớn so sánh, chính mình là một hạt tro bụi. Vốn đang vì chính mình bị thiên thánh cung khách khách khí khí mời thấy đắc chí, có thế bây giờ nghĩ lại, nếu như mình thật dám làm ẩu, sẽ trong nháy mắt bị diệt mất, không có người để ý ngươi có phải hay không thiên tài. Tiểu Nhật Thiên, thánh vực tồn tại vô số năm, cường giả vô số, mong muốn không bị nuốt lấy, liền phải tiếp tục cố gắng. Hề hề cảm thấy Tây Môn Hạo tâm tình, bay ra thân thể của đối phương, theo thói quen ngồi ở trên lồng ngực trắng chắc kia. Móa! ngươi đây là lại cho hạo gia định vị nhỏ mục tiêu sao? Tây môn hạo mắng lấy, điểm chi xì gà, trong lòng tuôn ra lấy từng đợt cảm giác bất lực. Hiểu rõ thánh vực, hắn có chút chịu đã kích. Bất quá, trước cho ngươi định vị nhỏ mục tiêu. Hề hề hết sức trịnh trọng nói. Cái mục tiêu gì? Trước kiếm hắn 100 triệu thánh tinh tệ. Tây môn hạo liếc mắt. Không, sống sót trước. Tây môn hạo trầm mặt, đây cũng không phải là nhỏ mục tiêu, mà là một cái vĩnh cửu mục tiêu, sống sót. Thảo, ngươi nha không muốn phá hư bầu không khí có được hay không? Lại, là ngươi trước tiêu cực có được hay không? Hề hề hết lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó theo tây môn hạo lồng ngực nhảy xuống tới, đi tới môi cầu bên cạnh, nhìn xem tham ăn môi cầu, thấp giọng nói ra. Tại thánh vực thành lập thế lực hết sức cho, nhưng cũng rất khó. Chỉ cần ngươi đủ mạnh là có thể thành lập thuộc tại thực lực của chính mình, nhưng ngươi cũng muốn thường xuyên chuẩn bị bị thế lực lớn nuốt mất, cho nên ta cho ngươi làm một cái kế hoạch sơ bộ nguyên lai nàng lúc trước là tại nói đùa tây môn hạo trong nội tâm nàng đã sớm có kế hoạch kế hoạch gì tây môn hạo ngồi thẳng người nhìn xem hề hề cái kia thân thể nho nhỏ chắp tay sau lưng giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng có loại muốn cười xúc động hề hề chậm rãi quay người ngẩng đầu nhìn tây môn hạo có thể là cảm thấy hơi mệt bay lên cùng tây môn hạo nhìn thẳng trước vào vào thiên thánh cung biểu hiện tốt một chút tranh thủ thu hoạch được một cái tiếng vào thánh học cung danh ngạch chỉ có tiếng nhập thánh học cung mới có thể trở thành chân chính thiên kiêu con trai từ nơi đó ra người tới các thế lực lớn đều sẽ đoạt muốn ha ha làm sao hiện tại hạo gia không phải cũng là bị cướp lấy sao tây môn hạo hết sức tự tin biểu hiện của chính mình thí luyện tinh đã nói lên hết thảy lại cái này cũng gọi đoạt quá tiểu nhi khoa mà lại ngươi bây giờ nhiều nhất xem như cái tiềm lực nếu như quan sát một khoảng thời gian không được cái kia trực tiếp liền sẽ bị đầy vào lãnh cung chỉ có tiếng nhập thánh học cung mới thật sự là thiên tài hề hề lời nhường tây môn hạo không khỏi sững sờ kẹp ở trên tay xì gà đều rung lên mấy lần đúng a à, mình bây giờ coi như là tại yêu nghiệp cũng chỉ là một cái thánh nhân hoặc là nói mới vừa tiến vào thánh vực nhà trẻ tại trong cuộc sống sau này nếu như mình biểu hiện không thể tả như vậy thì sẽ bị người từ bỏ đột nhiên hắn phát hiện hề hề nói đến quá mẹ nó có đạo lý mà lại những năm gần đây hề hề một mực tại tỉnh táo chính mình nếu như không có đối phương tỉnh táo mình tuyệt đối không có như bây giờ tâm tính có thể là tiến vào thánh học cung không là rất khó sao mà lại các thế lực lớn coi như là có danh ngạch cũng sẽ ưu tiên tộc nhân của mình ta một cái tại thánh vực không có căn cơ người lại tại này tụ tập vô số thiên tài vô số cái tiểu gia tộc thiên thánh cung mong muốn thu hoạch được một cái danh ngạch rất khó a à. hề hề bỗng nhiên thần bí cười một tiếng hắc hắc tiểu nhật thiên ngươi có phát hiện hay không cái kia long bá đối ngươi có phải hay không quá mức nhiệt tình sao tây môn hạo sững sờ tỉ mỉ nghĩ lại phía dưới quả thật có chút kỳ quái từ long bá lần thứ nhất gặp mặt đối phương không chỉ biểu hiện vô cùng nhiệt tình mà lại có đôi khi luôn là lời nói bên trong có lời không chỉ như thế cái kia nhiệt tình căn bản không giống như là đối đãi một cái nho nhỏ thánh nhân. Mặc dù mình biểu hiện ra sức chiến đấu rất ngư bức, thế nhưng lớn như vậy thiên thánh cung cái gì thiên tài không có. Một vị thiên thánh cung chẳng qua là đối đãi một cái nho nhỏ thánh nhân, biểu hiện quá nhiệt tình. Theo lúc trước tiệc trụ liền có thể nhìn ra, Long Bá đối đãi chính mình chưa từng có dùng đẳng cấp của mình cùng địa vị đè lên chính mình. Ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Tây Môn Hạo nhìn xem cười hít mắt hề hề, luôn cảm thấy đối phương cùng long bá một dạng, lời nói bên trong có lời. Hắc hắc, ta không muốn nói cái gì, bởi vì ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mặc kệ chúng ta nói, đến thiên thánh cung về sau, không phải khiêm tốn, muốn để cho mình biểu hiện đặc biệt nổi bật, coi như ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cũng có thể đi thánh học cung. Dĩ nhiên, danh ngạch có hạn, có lẽ sẽ bởi vì chiếm cái này danh ngạch mà nhận nguy hiểm. Nguy hiểm, Tây Môn Hảo bắt lại hề hề, nghe răng tuyết miệng nói ra. Từ khi hạo gia gặp được ngươi nha, lúc nào an toàn qua. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, hạo gia nhỏ mục tiêu trước định vị thánh học cung. Đúng thôi, có mục tiêu mới có động lực. Đừng quên, ngươi còn có vợ con, còn có bằng hữu, ngươi cũng không thể vĩnh viễn hai địa phương ở riêng A. Còn có ma lân ba người bọn hắn, liền coi như bọn họ đến thánh vực, không có thế lực ngươi làm sao tìm được bọn hắn. Mà lại nếu như ngươi về sau nổi danh, Bọn hắn nếu là còn sống, khẳng định sẽ liên hệ ngươi. Hề hề càng nói Tây Môn Hạo vẻ mặt càng là biến ảo chập chờn. Tiếp các lão bà, này Tây Môn Hạo bên trên trước khi đến liền định tốt mục tiêu, tìm cơ vô bệnh bọn hắn cũng là sớm liền quyết định tốt. Nhưng hề hề hiện tại nói ra, nhìn xem giống như là đang nhắc nhở chính mình đừng quên những người thân kia bằng hữu, để cho mình nỗ lực mạnh lên. Có thể là nói, ngươi nhà có phải hay không có mục đích gì? Hắc hắc hề hề xấu xa cười một tiếng trong nháy mắt thoát ly tây môn hạo móng vuốt về sau bay một đoạn nói nhảm mục đích của ta ngươi không phải một mực liền biết sao trưởng thành ngươi bây giờ không phải là người sao tây môn hạo lệch ra cái đầu nhìn xem hề hề thậm chí có đến vài lần muốn đem đối phương lột sạch nhìn kỹ một chút nói nhảm ngươi gặp qua hạng người sao như vậy hề hề trắng tây môn hạo liếc mắt được a à, tính cái mini tiểu nhân được thôi vì để cho ngươi trưởng thành hạo gia sẽ cố gắng. Bất quá, Tây Môn Hạo bỗng nhiên cười, cười hết sức, xem hề hề thân thể bỗng nhiên hoảng hốt, tự như là sớm nhất cái chủng loại kia giả lập bộ dáng. Ngươi, ngươi nhà không biết xấu hổ, gia súc, cầm thú. Hề hề rất rõ ràng Tây Môn Hạo ý nghĩ, cho nên chỉ Tây Môn Hạo rũ mắng lên. Ha ha ha, Hạo gia đức hạnh gì ngươi hẳn phải biết, chờ ngươi thành, lớn lên, Hạo gia cái thứ nhất lên ngươi. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối là độc nhất vô nhị chủng tộc hoa ca ca két tây môn hảo phát ra cực kỳ tiếng cười cũng may nhờ gian phòng cách âm tốt bằng không thì sẽ đánh thức hết thảy người tu luyện hề hề bị tây môn hảo tiếng cười kích thích một cái giật mình thân thể đều hoảng hốt một thoáng đừng cười khó nghe muốn chết cho ngươi tìm một chút chuyện làm bất ngươi suy nghĩ lung tung đi đi bố trí một thoáng ngươi tinh du tháp tây môn hảo tiếng cười hơi ngừng lúc này mới nhớ tới mình còn có cái cửu tầng thời gian tháp cùng không gian giới chỉ tiến hóa thành tinh du tháp đâu, một mực còn không có chân chính nhìn qua. Trong lòng hơi động, một cái 20 điểm 3 tầng màu bạc tiểu tháp xuất hiện trong tay. Tại đây bên trong không dám biến lớn, nhưng nội bộ không gian lại là 20 mét. Đây chính là bốn phương tiểu tháp, bên trong 20 mét không phải 20 mét vuông, 20 dài rộng 20 mét. Nhị giai đặc thù tinh du ký, lấy tên, tinh du tháp. Có được cửu tầng thời gian tháp tầng thứ ba thời gian gia tốc, cũng có được không gian giới chỉ không gian độc lập, hơn nữa là có khả năng trang vật sống không gian độc lập, cùng cửu tầng thời gian tháp một dạng. Vào xem. Tây môn hạo kéo lấy tháp hỏi. Đi vào đi, bất quá không nên để cho nó biến lớn, gian phòng kia có thế chứa không nổi. Hề hề nhẹ gật đầu. Tây môn hạo hít sâu một hơi, này lại là lần đầu tiên. Trong lòng hơi động, trong nháy mắt tan biến tại trên giường, hề hề ngay sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa đang tại ngủ say môi cầu xúc giác giật giật, quay đầu nhìn thoáng qua trôi nổi trên giường màu bạc tiểu tháp, tò mò nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục ngủ say. Tinh du trong tháp. Tây Môn Hạo đứng tại tầng thứ nhất trong đại sảnh, trống rỗng, cái gì cũng không có, chớ nói chi là gian phòng. Tiểu Nhật Thiên, chuẩn bị làm sao thiết kế một thoáng? Đây chính là bảo bối của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, làm sao thiết kế đều được. Hề hề vây quanh rộng rãi phòng khách bay lên, liền làm cái giải trí thư nhàn phòng khách đi chờ sau này tinh du tháp thăng cấp không gian lớn tại cải tạo tây môn hạo sờ lên cầm nói ra được rồi chủ nhân xin ngài tuyển cái kiểu dáng tiểu tiểu hề bỗng nhiên nhảy ra ngoài đồng thời tại tây môn hạo trước mắt bắn ra một cái màn hình lớn phía trên lại có mấy phó lập thể hình ảnh là căn cứ phòng khách này thiết kế đồ dùng trong nhà các loại cái này có thể cải tạo không cần mua cái gì đồ dùng trong nhà sao tây môn hạo có chút ngoài ý muốn không cần chủ nhân, chỉ cần ngài chọn tốt kiểu dáng, ta sẽ giúp ngài chuẩn bị xong. Này tòa tinh du tháp quan não chính là ta, đến lúc đó chỉ cần ngài bố trí một thoáng trang trí vật là đủ. Tây môn hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn màn ảnh trước mắt bên trên hình nổi giống, cuối cùng dừng lại tại một cái hiện đại phong cách kiểu dáng lên. Có bàn ăn, có cái ghế, có ghế sofa, có bàn trà, còn có một cái cởi mở thức tủ rượu, cùng với một cái to lớn màn hình. Liền cái này đi. Tây môn hạo điểm vào trong hình vẽ. Được rồi chủ nhân, xin chờ một chút, chuẩn bị cải tạo. Tiểu tiểu hề vừa dứt lời, trong đại sảnh vang lên một hồi tiếng động. Chỉ thấy sàn nhà màu bạc bỗng nhiên trống động, bắt đầu biến ảo. Bàn ăn, cái ghế, ghế sofa, bàn trà, tủ rượu các loại, toàn bộ đều là màu bạc, toàn bộ cùng sàn nhà tương liên, tựa như thị trưởng ra tới giống như. Chợt trong mắt, 400 mét vuông vắng vẻ phòng khách trở nên tràn ngập dâng lên mặc dù đều là đơn điệu màu bạc cũng tràn đầy kim loại khí tức nhưng so trống không tốt hơn nhiều ha ha thú vị a à. đến lúc đó tại đây trên ghế salon làm điểm cái đệm tấm thảm sẽ trở nên hết sức mềm mại đúng còn cần chỗ nào thay đổi một chút có khả năng cải biến hề hề vây quanh tây môn hạo đổi tới đổi lui khiến vật quý một dạng dù sao đây cũng là kiệt tác của nàng ừm bên này bên này lại làm cái hồ cá đến lúc đó làm điểm thánh vực cá con được rồi chủ nhân tạch 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 một cái trong suốt hồ cá xuất hiện tủ rượu chỗ không xa chính là không có nước cùng cá con này trước tủ rượu mặt làm cái quầy ba lại làm điểm cái ghế hảo đắc, còn có phía trên quá trống trải thêm cái đèn treo thổ hào cái chủng loại kia không có vấn đề còn có a à, không phải có biểu hiện màn hình sao tây môn hạo ngồi ở màu bạc trên ghế salon mặc dù có chút lạnh nhưng xác thực mềm hết sức dễ chịu. Chỉ cần làm tầng cái đệm hoặc là tấm thảm, liền sẽ rất ấm áp. soạt Ngay tại Tây Môn Hạo vừa mới sinh ra nghi vấn thời điểm, ở phía trước của hắn xuất hiện một cái giả lập màn hình, hắn này mới nhìn đến, tại đỉnh chóp có một cái nho nhỏ thăm dò, cái kia màn hình giả lập chính là do thăm dò hình chiếu. Bỗng nhiên, giả lập trên màn hình xuất hiện một cái phòng, đúng là mình chỗ gian phòng ảnh hưởng. Chủ nhân, này màn hình có khả năng tại không phải 3 dây trạng thái, cùng với có ở đó hay không trong phòng lái thời điểm xem xét tình huống bên ngoài cũng có thể xem xét một chút tư liệu tiểu tiểu hề thanh âm theo trên màn hình vang lên rõ ràng nó đi theo tinh du tháp là một thể tây môn hảo đứng dậy nhìn chung quanh một thoáng toàn bộ phòng khách hài lòng nhẹ gật đầu trước hết như vậy đi chờ về sau lớn lại nói đi tầng thứ hai tây môn hảo đứng dậy hướng đi một góc truyền tống người đạp vào truyền tống trận trong nháy mắt liền bị truyền đưa đến tầng thứ hai đồng dạng là trống rỗng, dài 15 mét, rộng 15 mét, cũng chính là hơn 200 mét vuông. Chủ nhân, thỉnh hỏi nơi này muốn thiết kế thành cái gì đâu? Ta suy tính một chút. Tây Môn Hạo đứng tại pháp trận bên trên sờ lên cầm, sau đó chỉ bên trong nói ra. Trước cho ta thiết kế một cái tư nhân phòng ngủ, rộng thùng thình điểm, bài trí coi như xong, giường muốn lớn, cửa mở ở giữa. Được rồi, tạch tạch tạch, tại chính đối truyền tống trận tận cùng bên trong nhất, trong nháy mắt bị cách xuất một cái rộng 7 m dài 15 m không gian, sau đó tại dài mặt trung tâm nhất, xuất hiện lóe lên màu bạc cửa phòng, mà lại phía trên ngoại trừ nắm tay, còn có một cái nhỏ màn hình, hoặc là nói là mặt người phân biệt hệ thống. Tây môn hạo đi tới, đẩy cửa ra, là một gian rộng rãi phòng ngủ. Bên trái là một tấm dài rộng đều là 5 m giường lớn, chiếm gần một nửa cái gian phòng. Nói là giường, không bằng nói là giường, bởi vì chỉ có một mặt có thể lên đi, hai đầu đã cùng vách tường liên tiếp. Bên phải, một cái bàn tròn, một vòng cái ghế, thậm chí còn có dựa vào tường vị trí còn có một hàng ghế sofa. Chủ nhân, thiết kế như thế nào? Tây môn hạo nhẹ gật đầu. Không sai, chờ sau này nhiều người, tinh du khí lớn, gian phòng kia còn muốn mở rộng, dừng có chút ít. Tây môn hạo nhìn xem 5 mét giường lớn, vẫn là cảm giác nhỏ, bởi vì hắn tại thần vực giường lớn, có thể cung cấp hắn cùng 10 cái lão bà cùng nhau đùa giỡn. Ha ha ha, Tiểu Nhật Thiên, người nhà hiện tại một cái muội tử đều không có, lớn như vậy giường còn không phải mình ngủ. Hề hề bay đến trên giường, treo chọc nổi lên Tây Môn Hạo. Cấp làm gì a? À? Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có, muội tử dĩ nhiên còn sẽ có. Tây Môn Hạo nhìn quanh liếc mắt, sau đó rời khỏi phòng. Tuy nhiên nho nhỏ này đã toàn bộ thiết kế cốt, nhưng còn cần chính mình không ngừng khẽ đảo mua chút tấm thảm cái đệm loại hình dù sao đi lên sau chính mình không có cái gì tiểu tiểu hề chính đối môn là hành lang hai bên mở bốn cái phòng khách truyền tống trận bên kia cũng lưu một cái hành lang thông hướng nơi này tạm thời trước làm này chút ngược lại hạo gia hiện tại cũng không có mấy người bằng hữu tây môn hạo nói xong liền thẳng đến truyền tống trận đi đến được rồi tạch 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 theo hắn đi lại hai bên xuất hiện vách tường màu bạc còn có bốn phiến cửa phòng này bốn cái phòng khách là hắn chuẩn bị về sau cho bằng hữu chờ ở, dù sao mỗi lần tinh tế bay lượng đều muốn thời gian rất lâu, cũng không thể nhường nhưng ở giữa ở phía dưới phòng khách tu luyện A. Tầng thứ hai bố trí xong, Tây Môn Hạo đi tầng thứ ba. Tầng thứ ba là rộng 5 m dài 5 m cũng chính là 25 mét vuông. Bốn phía vách tường có khả năng thu hồi, có thể trở thành trong suốt vòng bảo hộ, cũng có thể trở thành to lớn hiển kỳ bình mạc. Đương nhiên, cũng có thể biến thành toàn hệ tình cảnh. Ở giữa ban đầu có hai cái rộng lớn cái ghế, bất quá lại bị Tây Môn Hạo trực tiếp hủy bỏ, đổi thành hai cái nửa vòng tròn ghế sofa, ngồi xuống có khả năng thoải mái nhìn xem phía trước có hai phía. Trước sofa mặt còn có một cái bàn trà, về sau tìm muội tử tới này bên trong uống chút rượu, nhìn xem tinh không, trò chuyện tao, tuyệt đối sướng ý. Thậm chí có khả năng tại hứng thú tới thời điểm, tới một phát cũng là lựa chọn tốt. Tiểu tiểu hề, này tinh du tháp ta có hay không có thể thông qua ngươi khống chế, Vậy cái này khống chế có làm được cái gì? Tây Môn Hạo ngồi ở trên ghế salon, điểm một mực xì gà. Hồi chủ nhân, nơi này là phòng điều khiển, tại đây bên trong ngài có khả năng chỉ huy tinh du tháp bay lượng, phòng ngự, hoặc là công kích. Tinh du tháp hiện tại là nhị giai, có thể ngăn cản thánh đồ trở xuống bất luận cái gì công kích, tốc độ là bình thường nhị giai tinh du khí gấp đôi. Nếu như mở ra năng lượng vòng bảo hộ, có thể ngăn cản thánh sứ công kích. Năng lượng vòng bảo hộ cần tiêu hao thánh tinh tệ, đến lúc đó ta lại ở ngài không gian tùy thân tự động rút ra công kích là đơn giản tinh lực pháo đồng dạng tiêu hao thánh tinh tệ công kích hệ thống là ẩn giấu chỉ có nhận đến uy hiếp lúc công kích hệ thống sẽ tự động bắn ra chủ nhân mời xem soạt chỉ thấy phía trước trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện phía ngoài bỏ vào còn có nho nhỏ tinh du tháp chỉ thấy tinh du tháp đỉnh tháp bỗng nhiên xuất hiện một vòng tiểu pháo quảng trọn vẹn mấy chục cây có thể toàn phương vị công kích lợi hại a Tây Môn Hạo nhìn xem trước mặt màn hình lớn, không nghĩ tới này tinh du tháp không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể công kích. Cũng là, bình thường tinh du khí bên trên đều mang theo phòng ngự cùng công kích hệ thống, dù sao tiến hành xuyên qua thánh vực thời điểm gặp được tinh thú, có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Thế nào Tiểu Nhật Thiên, này không chỉ có là cái máy phi hành, vẫn là cái nhà, càng là một cái pháo đài di động, về sau ở trên đây sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Hề hề ngồi ở Tây Môn Hạo bên cạnh, Ngữ khí vô cùng tự hào. Này tinh du tháp hoàn toàn là kiệt tác của nàng, không dám nói so thánh vực tinh du khí cao cấp, nhưng tuyệt đối là phần độc nhất. Không sai, rất không tệ. Chờ có cơ hội nhất định phải lái đi ra ngoài thử một chút. Tây môn hạo rất hài lòng, vừa lòng phi thường. Có tinh du tháp, về sau này thánh vực chính mình chỗ nào đều có thể đi. Hắc hắc, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội. Đừng quên thiên thánh cung chính là một khỏa tinh cầu, cũng không thể sức người bay tới bay lui a. À hề hề cười nói. Có khả năng tùy ý sử dụng sao? Bộc quan không có sao chứ? Tây môn hạo rất sợ bí mật của mình cho hấp thụ ánh sáng. Hắc hắc, yên tâm, người ngoài xem ra, tinh du tháp liền là một cái bình thường tinh du khí. Còn nữa nói, dùng ngươi hiện tại tài sản, mua cái cấp thấp nhất tinh du khí hoàn toàn có khả năng, không ai đi xoắn suýt ngươi cái này. Hề hề hết sức tự tin cười nói. Ha ha ha, cũng là, hạo gia hiện tại có thể là có một vạn thánh tinh tệ đi ra ngoài chờ xem, cũng là 10 ngày qua sự tình, Tây Môn Hạo trong lòng hơi động, cùng hề hề rời đi Tinh Du Tháp. Tinh Du Tháp có thể là không có cửa, nghĩ muốn đi vào, nhất định phải đi qua Tây Môn Hạo đồng ý, dù cho về sau người nào đoạt, cũng không dùng. Hai mở Tinh Du Tháp về sau, Tây Môn Hạo liền tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù hắn hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, nhưng ngồi xuống tốc độ càng nhanh. Sau 11 ngày, tiếp 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 hết thảy thành viên xin chú ý hết thảy thành viên xin chú ý toàn bộ ở đại sảnh tụ tập toàn bộ ở đại sảnh tụ tập đang đang nhắm mắt tĩnh tọa tây môn hạo đột nhiên mở to mắt lúc này mới phát hiện tại góc tường có một cái đèn đỏ đang đang lóe lên nhìn thoáng qua một bên ăn nhiều tinh hạch tiêu hóa môi cầu một tay tóm lấy ném vào trong tay áo sau đó rời khỏi phòng chỉ thấy trong đại sảnh đang ở có người lục tục ngo ngoe ra tới từng cái biểu lộ xúc động bởi vì bọn hắn biết thiên thánh cung đến. Long bá đã đứng trong đại sảnh chờ lấy mọi người, phía sau là tứ nha đầu, còn có một tên nam tử, hẳn là cái kia đông tử. Còn có một cái đồ để đoán chừng tại khống chế thất, mọi người một mực cũng chưa từng gặp qua. Rất nhanh, 30 tên thiên thánh cung người mới cuối cùng đến đông đủ. Các vị, chúng ta đã tiến vào thiên thánh cung phạm vi thế lực, cũng chính là bầu trời tinh hệ, không lâu liền có thể đến thiên thánh tinh. Sớm nói một chút, các ngươi là ngày năm nhóm thứ năm người mới, đằng trước đã có bốn tốt tại chờ các ngươi, cho nên các ngươi hết sức may mắn, không cần hướng mặt trước những cái kia người mới một dạng chờ lấy, các ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ cử hành vào cung nghi thức. Long Bá đảo hai tay chấp sau lưng, khí thế như trước kia có một chút biến hóa, không nữa như thế hiền hòa, mà là cho người ta một loại uy nghiêm cùng áp lực. Thiên Thánh cung đến, hắn cũng muốn biểu hiện ra một vị chấp sự dáng vẻ, mọi người sớm hiểu được. Thiên Thánh Cung sẽ không vì không quan trọng 30 người nâng làm một lần vào cung nghi thức, mà là hàng năm một lần, hàng năm số chín thí luyện tinh đều sẽ có 4 năm lần thí luyện, sớm nhất một nhóm muốn chờ, một mực chờ đến năm nay kết thúc, mới có thể cùng người phía sau cùng một chỗ vào cung. Đây là đại môn phái, thế lực lớn, mà những cái kia bên trong thế lực nhỏ, chỉ có thể ở thí luyện tinh các loại, một mực chờ đến nhân số gom góp cái không sai biệt lắm trực tiếp rời đi. Các vị, thánh vực các ngươi hiểu rõ, thiên thánh cung các ngươi cũng biết, chờ vào cung về sau, còn sẽ có thiên thánh cung tài liệu cặn kẽ cho các ngươi. Lại nói một điểm, Long Bá nói xong, hai tay chấp sau lưng ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, tiếp tục nói. Vào cung nghi thức kỳ thật rất đơn giản, hàng năm đều có một nhóm người mới gia nhập, cho nên sẽ không hết sức phức tạp. Thế nhưng, các ngươi sẽ tiếp nhận một chút chấp sự cùng trưởng lão kiểm trắc, biểu hiện nổi bật người sẽ bị trưởng lão chọn trúng, thành làm đệ tử thân truyền, thân truyền đệ tử, địa vị gần với chấp sự, dù cho ngươi là nhất tinh thánh nhân, dĩ nhiên, bị trưởng lão chọn trúng tỷ lệ hết sức xa vời, mặc dù chúng ta Thiên Thánh cung có một hai ngàn trưởng lão, nhưng những trưởng lão này đều bận bịu tu luyện, bản thân đột phá, cho nên mới thu đồ đệ không nhiều, liền là tới, cũng sẽ ôm thà thiếu không ẩu ý nghĩ, không có bị trưởng lão lựa chọn cũng không cần nhục chí bởi vì tại trưởng lão kiểm tra các ngươi thời điểm sẽ có rất nhiều chấp sự quan sát biểu hiện tốt điểm sẽ bị bọn hắn chọn trúng trở thành nội môn đệ tử cũng xem như một cái lựa chọn tốt cho nên các ngươi đến lúc đó tận lực biểu hiện tốt một chút không phải cho ta mất mặt bởi vì các ngươi này một nhóm là ta mang về mà lại đây cũng là muốn tốt cho các ngươi nếu như các ngươi liền chấp sự đều xem không trúng như vậy liền nội môn đệ tử cũng không tính chỉ có thể làm đọ tạp dịch hơi cao một chút phổ thông đệ tử hiểu chưa long bá bỗng nhiên một tiếng quát lớn dọa tất cả mọi người nhảy một cái hiểu rõ mọi người cũng biết quyết định vận mệnh thời khắc tới thí luyện nếu như nói là tại cùng vận mệnh phấn đấu như vậy phía dưới vào cung nghi thức liền là cùng vận mệnh đánh bạc bởi vì những trưởng lão kia tính tình thiên kỳ bách quái ai cũng không biết có thể hay không bị chọn chúng cũng bao quát tây môn hạo cái kia long chấp sự nếu như bị trưởng lão lựa chọn, không thích vị trưởng lão kia có khả năng cự tuyệt sao? Tây môn hạo bỗng nhiên nhấc tay hỏi. Long bá sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn xem tây môn hạo. Hắn dám cam đoan, này là lần thứ nhất nghe được lời như vậy, bởi vì không có ai sẽ từ bỏ bị mặt cho hà trưởng lão chọn trúng cơ hội. Tây môn hạo không cho là mình hỏi vấn đề có nhiều ngốc, bởi vì nếu quả như thật đến lúc kia, có trưởng lão chính mình thấy ngứa mắt, hoàn toàn có khả năng cự tuyệt có khả năng nhưng ngươi gặp phải hai kết quả long bá nhẹ gật đầu cái gì lần này không chỉ có là tây môn hạo những người khác cũng dựng lên lỗ tai long bá đang nghe truyện trên tv audio cv giơ lên tay phải vươn hai đầu ngón tay một có cường thế hơn trưởng lão thu ngươi bởi vì hắn không sợ bị ngươi đắc tội trưởng lão nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ hai không ai dám thu ngươi ngươi sẽ theo một cái chuẩn thân truyền đệ tử biến thành phổ thông đệ tử rất khó lại có cơ hội, cho nên nhắc nhở các vị một câu, cơ hội khó được, cố mà trân quý. Nói xong, tầm mắt trực tiếp phóng qua Tây Môn Hạo, rơi vào mấy người trên thân, những người này đều là hắn tự mình nói qua. Mọi người lần nữa cảm thấy một tia áp lực vô hình, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đương nhiên, nếu có rất nhiều người muốn đoạt lấy, lựa chọn của ngươi cũng rất nhiều, không cần lo lắng không ai muốn ngươi, ngươi cũng có thể tự động lựa chọn. Long Bá nói xong, nhìn về phía Tây Môn Hạo. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ có Tây Môn Hạo dạng này, mới có cái quyền lợi này, những người khác cũng đừng nghĩ. Tốt, hiện tại, nhường mọi người mở mang kiến thức một chút chân chính thiên thánh cung đi. Mở ra toàn cảnh hình thức. Long bá khoát tay chặn lại, sau lưng đông tử một điểm trên cổ tay quan não, tinh du khí lần nữa hóa mở ra toàn cảnh hình thức. Rung động, tuyệt đối rung động. Trước không nói cái kia từng khỏa màu sắc khác nhau tinh cầu, cùng với hàng loạt chạy tới chạy lui tinh du khí, vẻn vẹn một khỏa lập lòe đạm vần sáng xanh lam tinh cầu, cùng với tinh cầu chung quanh 12 viên màu vàng kim vần sáng tinh cầu liền đầy đủ rung động. Tây môn hạo nhìn xem cái kia viên tinh cầu khổng lồ, nhìn ra, hoặc là nói là cảm giác. Chỉ dựa vào cảm giác, hắn cũng cảm giác viên tinh cầu này liền so địa cầu lớn N lần. Thậm chí cái kia 12 viên màu vàng kim vệ tinh đều so địa cầu lớn hơn nhiều. Thấy được chưa, cái kia viên bốc lên đạm vần sáng xanh lam tinh cầu liền là thiên thánh tinh, chung quanh là 12 viên vệ tinh, phía trên liền là các ngươi về sau sinh hoạt địa phương, cũng là chân chính thiên thánh cung chỗ. a à đúng, cho các ngươi lần nữa giảng giải cạn kẻ một thoáng thiên thánh tinh cùng 12 vệ tinh đại khái tình huống. Long bá nói xong, dứt khoát ngồi ở trên ghế salon, sau đó điểm một nhánh tây môn hạo tặng xì gà. Thiên thánh tinh cùng 12 vệ tinh bên trên là chúng ta thiên thánh cung nội bộ thế lực, chia làm rất đa phần chi, thái thượng trưởng lão cung chủ phó cung chủ hộ pháp trưởng lão cùng với chấp sự bọn hắn đều có chính mình thế lực chấp sự trở lên đệ tử đều có địa bàn của mình sẽ cùng đệ tử của mình cùng với tộc người sinh hoạt chung một chỗ một tòa thành một vùng núi hoặc là một tòa đảo này chút không có cụ thể quy định toàn bằng cá nhân yêu thích mà các ngươi những đệ tử này theo người nào liền sẽ với ai đi địa bàn của hắn tu luyện sinh hoạt muốn tuân theo chủ nhân quy củ còn có, chúng ta thiên thánh cung tổng bộ là thiên thánh điện, là như vậy. Long bá nói đến đây, mở ra chính mình quang não, bắn ra một hình ảnh. Trên tấm hình là một tòa cung điện to lớn, cung điện bề ngoài không chỉ tinh mỹ, lại hào quang bắn ra bốn phía, mà lại tòa cung điện này là huyền không, một nửa còn cắm ở trong mây trắng, như ẩn như hiện, như là tiên cảnh. Mọi người thấy từng cái chấn động vô cùng liền đã biết những tin tức này Tây Môn Hạo cũng là giả trang ra một bộ bộ dáng khiếp sợ. Đây cũng là thiên thánh điện, cũng là chân chính thiên thánh cung hạch tâm chỗ. Nếu như các đệ tử không có tiếp vào triệu kiến, là không thể đến gần. Trong này chỉ có chấp sự trở lên đệ tử mới có thể dùng ra vào, nhiệm kỳ trước cung chủ liền ở bên trong. Còn có, thiên thánh tinh nhiên là thiên thánh cung đại bản doanh, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm khu vực cùng với nguy hiểm tinh thú, có thể cung cấp cho các đệ tử thám hiểm hoặc là thí luyện sử dụng. Còn có, Long Bá ngồi ở trên ghế salon không ngừng nói xong, thậm chí ở giữa uống một lần rượu, thấm giọng hầu. Hắn nhất định phải đem một vài quy củ nói rõ ràng, một phần vạn này chút mới người tới phía trên phá phá hư quy củ, vậy mình cũng trốn không thoát liên quan. Mọi người nghe hết sức cẩn thận, bởi vì có nhiều thứ trên tư liệu không có, thậm chí Tây Môn Hạo cũng không biết. Thánh vực không có cái gì quy củ, nhưng các thế lực lớn vẫn có một ít quy củ, nhất là giống thiên thánh cung dạng này đại môn phái. Cho nên, mọi người không dám lọc mất một đầu. Theo Long Bá giảng giải, tinh du khí khoảng cách thiên thánh tinh cũng càng ngày càng gần, ra ra vào vào tinh du khí cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều tư nhân, có lại viết thiên thánh nhị chữ, thuộc về thiên thánh cung tinh du khí. Tinh du khí mục tiêu chính là lơ lửng giữa không trung thiên thánh điện, này chút người mới muốn lên bên trên cùng mặt khác bốn tốt người cùng một chỗ tổ chức vào cung nghi thức. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người cũng thấy rõ phía trên núi non sông ngòi, cùng với thành thị các loại. Hàng loạt đủ loại tinh du khí trên không trung xuyên qua, cũng có một chút cường nhân ngự không phi hành, nhưng đều không có tinh du khí nhanh. Có lẽ những này là vừa mới có thể bay làm được thánh giả đi, tò mò thử một lần. Thiên thánh tinh rất lớn, đối với mới người mà nói đừng nói đi tìm hiểu toàn bộ bầu trời tinh hệ, vẻn vẹn một cái thiên thánh tinh liền đủ bọn hắn hiểu rõ rất bao lâu. Tinh du khí trực tiếp đứng tại cung điện tầng thứ nhất trước cửa quảng trường bên trên, cái kia to lớn cửa điện, nhưng tinh du khí đều lộ ra hết sức nhỏ bé. Thiên thánh điện bốn phía đều có thiên thánh cung đệ tử trấn giữ, thậm chí còn có một số tinh du khí tuần tra. Lui tới tinh du khí đều sẽ lách qua nơi này, căn bản không dám tới gần. Soạt, theo tinh du khí đại môn mở ra, Mọi người cảm giác đầu tiên chính là một cổ tinh khiết tinh lực chui vào thân thể, cảm giác vô cùng dễ chịu. "Tốt, đều cùng ta xuống đây đi." Long bá từ trên ghế salon đứng lên, mang theo mọi người rơi xuống tinh du khí, mà đồ đệ của hắn lưu ở bên trên, bọn hắn không có tư cách tiến vào nơi này, chỉ có thể lưu tại tinh du khí lên. "Thật lớn a." À. Ba bị tháp đầu nhìn xem nửa khúc trên mới trong đám mây trắng thiên thánh điện, một mặt không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tây Môn Hạo thì là thật sâu hít một hơi thiên thánh tinh không khí, cảm giác ngoại trừ tinh lực, còn mang theo một tia ngọc liệm khí tức. Có trời xanh, có mây trắng, cũng có mặt trời, bất quá mặt trời lại là một khỏa màu đỏ tiểu tinh cầu, mà lại có thể thấy rõ ràng, liền cái kia 12 viên vệ tinh cũng rất rõ ràng, nhìn qua khoảng cách rất gần dáng vẻ. Đi thôi, mặt khác bốn tóc người đã đến. Long bá rung lên quần áo trên người, thậm chí còn sửa sang lại một chút tóc, sau đó mang theo mọi người thẳng đến cửa lớn đi đến uy kiếm tiễn đã tới nơi này không tây môn hạo truyền âm cho kiếm tiễn nào có cái kia cơ hội a à? kiếm tiễn một bên tò mò nhìn chung quanh một bên truyền âm nói được a à? tây môn hạo ngậm miệng lại hỏi đối phương vấn đề này cũng là uổng phí sức lực thông qua cổng hai hàng hơn mười người ăn mặc áo giáp thiên thánh cung đệ tử mọi người đi theo long bá tiến nhập thiên thánh điện này đi vào không sao trong nháy mắt bị to lớn đại điện cùng khiếp sợ đại điện nhìn ra nói ít cũng có thể chứa đựng mấy vạn người nếu như toàn bộ thiên thánh điện chấp sự trở lên đệ tử tại đây bên trong họp tuyệt đối dư sức có thừa có thể nghĩ này thiên thánh điện đến cùng có bao lớn đại điện tràn đầy xưa cũ khí tức bốn phía toàn bộ khắc long vẽ phượng lộng lẫy hơn nữa còn có liếp nha liếp nhiếp cột nhà phía trên khắc lấy tinh mỹ hoa văn mà lại mỗi cái phía trên hoa văn cũng không giống nhau tại mỗi cái dưới cây cột mặt đều đứng đấy một tên thủ vệ cầm lấy vũ khí nhìn không chớp mắt đối với tây môn hạo bọn hắn đến căn bản không thèm để ý bởi vì tại đây bên trong hàng năm đều có người mới gia nhập đã thành thói quen tại đại điện tận cùng bên trong nhất có một tấm màu vàng kim to lớn bảo tọa không cần đoán là cung chủ chỗ ngồi tại kim tọa dưới tay hai bên là hai cái ngân tọa là tả hữu phó cung chủ chỗ ngồi trừ đó ra trong đại điện không có có một thanh chỗ ngồi, trừ phi là thái thượng trưởng lão buông xuống, bằng không thì phó cung chủ phía dưới chỉ có thể đứng. Đương nhiên, đây chỉ là thiên thánh điện tầng thứ nhất, từ bên ngoài xem, tòa cung điện này có 9 tầng. Tại đại điện trung tâm quảng trường bên trên, có chừng 300 tên cấp bậc thánh nhân người mới, còn có 3 tên nhìn không ra đẳng cấp 3 nam một nữ. Bốn người trước ngực đều treo một viên hình tròn huy chương, trên đó viết thiên thánh hai chữ to, còn có chấp sự hai tên tiểu tử. Ai? Cuối cùng này một nhóm người xác thực không bằng trước bốn tốt. Long bá thở dài, lấy ra một mặt huy chương kẹp ở trước ngực, mang theo Tây Môn Hạo đám người đứng ở ngoài cùng bên trái nhất. Tây Môn Hạo đại khái nhìn lướt qua, phát hiện những người này cao nhất tứ tinh thánh nhân, thấp nhất cũng là nhị tinh. Căn cứ năm nay số 9 thí luyện tinh năm lần để tính, nhóm thứ tư cũng bất quá vừa mới kết thúc 2-3 tháng, cũng đã đột phá nhị tinh. Đồng dạng, cái kia chừng 300 người đồng dạng nhìn xem cuối cùng này một nhóm tới 30 người, đối với bọn hắn bốn cốc tới nói, xác thực thiếu một chút, bất quá. Mẹ nó, ngũ tinh thánh nhân, vẫn là vị kẻ ngoại lai, có hay không như thế kéo. Hắn không phải là cái dân bản địa A, nguyên trụ cái rắm, ngươi nhìn hắn nào giống thiếu niên, coi như là dáng dấp có chút sốt ruột, nhưng cốt linh cũng không lừa được người. Đúng đấy, cái này khiến an tĩnh, tên kia đứng tại bên phải nhất nữ tử một tiếng quát nhẹ tràn diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bất quá con mắt của nàng nhưng thủy chung nhìn chằm chằm tây môn hạo đồng dạng hết sức kinh ngạc mặt khác ba gã chấp sự một dạng biểu lộ ha ha nhưng các vị đợi lâu thật có lỗi long bá cùng bốn gã chấp sự sánh đôi đứng vững đối mọi người cười cười mà tây môn hạo đám người thì là đứng tại long bá sau lưng yên lặng không nói nhưng lại tò mò đánh giá đại điện Uy, Lão Long, người kia chuyện ra sao? Liên tiếp Long Bá Nam tử hỏi. Hắc hắc, một hồi liền biết. Long Bá lười nhác nói rõ lý do, ngược lại một hồi tất cả mọi người sẽ biết. Nam tử không có ở tiếp tục hỏi, mà là nhìn xem đằng trước, trong mắt lại loạn chuyển. Bọn hắn mặc dù đồng thời chấp sự, nhưng thiên thánh cung chấp sự cao lớn vạn người, lẫn nhau ở giữa có quen thuộc, có không quen, càng có không hợp. Trong đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh, lẳng lặng chờ lấy thiên thánh cung cung chủ buông xuống còn có năm nay tới chọn đệ tử trưởng lão cùng với các chấp sự mẹ nó làm cái lông a à. tây môn hạo trong lòng oán trách một câu hắc hắc rất bình thường đại môn phái mà ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi này chút cái gọi là thiên tài tính là gì một cái nghi thức thôi không cần để ý dạ nhóm đầu tiên cũng chờ một năm hề hề an ủi tây môn hạo nàng biết gia hỏa này tâm cao khí ngạo nhưng ở thánh vực Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn là thành thật một chút tốt. Ai sớm biết đại môn phái quy củ nhiều như vậy, liền đi tìm thế lực nhỏ lưu manh, Tây Môn Hạo có chút hối hận. Cái gọi là yên tĩnh làm đầu gà, không làm đuôi phượng, mà đi qua mười mấy ngày nay đối thiên thánh cung hiểu rõ, chính mình mặc dù thiên tư biến thái, nhưng trên thực lực đừng nói đuôi phượng, cũng chính là đuôi phượng bên trên một cái lông chim nhọn bộ. Thôi đi thế lực nhỏ cái kia chút tài nguyên làm sao cùng đại môn phái so sánh mà lại tiểu môn phái gia tộc quan niệm rất nặng dù cho ngươi là thiên tài không có huyết mạch quan hệ cũng sẽ không đặc biệt bị coi trọng vẫn là đại môn phái tốt thật nhiều cơ hội cơ hội kiếm tiền nhiều đã đến bảo bối tốt cơ hội càng nhiều hề hề tiếp tục khuyên bảo tây môn hạo sợ con hàng này cho mình bỏ gánh được a à, hạo gia liền là phàn nàng một thoáng chờ hạo gia mạnh lên nhất định phải xây thế lực của chính mình Tây Môn Hạo lại cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, hắn thật không muốn xem người khác vẽ mặt, bởi vì vẫn luôn là hắn cho người khác vẽ mặt. Ngay tại hắn cùng hề hề trao đổi thời điểm, màu vàng kim trên ghế bỗng nhiên cỡ nào một tên kim bào nam tử, người nào cũng không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Nam tử tướng Mạo Anh Tuấn, thân mặc một thân kim hoa trường bào, đều mang một cái màu vàng kim mũ tóc, khuôn mặt như là đao tước, nhất là cặp mắt kia, nhìn qua như là chó sói, vừa ra tới liền để mọi người thấy một hồi áp lực vô hình. Cái này người không là người khác, chính là thiên thánh cung này một nhiệm kỳ cung chủ, thiên tinh sói. Chúng ta gặp qua cung chủ. Long bá năm người vội vàng hành lễ. Vãn bối gặp qua cung chủ. Phía sau hơn 300 người mới cũng cùng nhau thi lễ, sau đó từng cái khẩn trương không dám nhúc nhích. Miễn lễ đi. Tạ à, cung chủ. Mọi người đứng lên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn hướng lên phía trên. Thiên tinh lang cặp kia sói con mắt nhìn lướt qua, cuối cùng đứng tại tây môn hạo trên thân. Đừng nói hắn nhìn qua tây môn hạo dáng vẻ, chính là không có gặp qua, như thế nổi bật ngũ tinh thánh nhân tu vi, cũng biết là người nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là hướng về phía bên ngoài hô. Tất cả vào đi. Phần Phật, từ bên ngoài tiến đến mười mấy người, toàn bộ đeo huy chương, nhưng cũng không là thiên thánh cung trưởng lão cùng chấp sự. Huy chương của bọn hắn phía trên đồng dạng viết thiên thánh nhị chữ, nhưng phía dưới lại viết chức vụ của bọn hắn. Việc đời quan, lễ nghi quan các loại, đều là phụ trách người mới vào cung quan viên. Hơn 10 người các bộ quan viên toàn bộ đứng ở sau thiên lang dưới tay, sau đó phong hai bên đứng vững, biểu lộ nghiêm nghị. Các vị người mới, tại các ngươi chính là gia nhập thiên thánh cung trước đó, bản cung chủ lại hỏi các ngươi một lần, có ai không muốn gia nhập ta thiên thánh cung? Nếu như có, đứng ra, bản cung chủ sẽ phái người đưa các ngươi hồi thứ chín hào thí luyện tinh. Thiên tinh lan nhìn xem phía dưới hơn 300 người, lần lượt quét nhìn, xem chúng thân thể người run rẩy Đưa trở về, có quỷ mới tin, chết thế nào cũng không biết, đều không phải người ngu, cho nên người nào cũng không nói gì. Tốt, nếu đều không nói lời nào, vậy liền đại biểu đều đồng ý, tiếp xuống các ngươi sẽ tiếp nhận một ít trưởng lão cùng với chấp sự chọn lựa, tuyển các ngươi làm đệ tử, sau đó liền sẽ đang là trở thành thiên thánh cung một thành viên, đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Tốt, cho mời chư vị trưởng lão ra tới, chọn lựa tử đệ. Thiên tinh lang hồng thanh phân phó nói, cho mời các vị trưởng lão cùng chấp sự tiến vào điện. Theo một tiếng sướng hát, từ cửa đại điện lục tục ngon ngoe đi tới trăm người, toàn bộ mang theo huy chương, trên đó viết trưởng lão, nhị chữ. Hai ngàn người, chọn lựa đệ tử mới một trăm người, mới là thiên thánh cung hết thảy trưởng lão một phần hai. Rõ ràng Long Bá nói đến tuyệt không sai, thiên thánh cung các trưởng lão đã không dễ dàng thu đệ tử. Những lão gia hỏa này, gia nhập thiên thánh cung nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm đệ tử vô số, thậm chí có rất nhiều đều thành chấp sự, vì bọn họ thu không ít đồ tôn. Thế lực đã sớm trở nên vô cùng cường đại. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không bức thiết muốn chiêu thu đệ tử, trừ phi gặp được thiên tư mười phần xuất chúng huống chi các trưởng lão thu đệ tử cũng không đơn thuần là lúc này, nếu như cung nội nội môn đệ tử, hoặc là phổ thông đệ tử, bị các trưởng lão coi trọng, cũng sẽ thu làm đệ tử. Đợi các trưởng lão toàn bộ xuất hiện tại lớn một chút về sau, lại từ bên ngoài tiến đến đại khái 2, 300 người, là thiên thánh cung lần này cần thu đồ để chấp sự. Thiên thánh cung một vạn chấp sự, đồng dạng tới cũng không nhiều, nhưng chính là như vậy, một người điểm một cái đều không đủ. Cho nên, này chút chấp sự đồng dạng cũng là xem duyên phận. Nói khó nghe chút, những trưởng lão này cùng chấp sự là tới qua loa đều không quá đáng. Nhất là những cái kia chấp sự, bọn hắn sớm liền nghĩ đến long bá đám người sẽ sớm chọn lấy người, bởi vì bọn hắn năm đó cũng đã từng làm chuyện như vậy. Mà các chấp sự đồng dạng cũng sẽ ở phổ thông đệ tử, thậm chí tạp dịch bên trong gặp được người hữu duyên, thu làm môn hạ. Gần 400 trưởng lão cùng chấp sự, đối mặt hơn 300 người mới, rõ ràng này thiên thánh cung là cỡ nào khó tiến vào. Tây môn hạo thì là nhìn trộm đánh giá người tiến vào, chấp sự coi như xong, trưởng lão tại thiên thánh cung địa vị cũng không bình thường. Bất quá, đợi thấy một cái giữ lại bánh quai chèo râu ri anh Tuấn Nam tử về sau, trong mắt của hắn kém chút không có rơi ra tới. Đồng thời, hắn hiểu được vì cái gì Long Bá nhiệt tình như vậy. Mẹ tới tích, hắn đây là coi là hạo gia phía trên có người A. Tây Hiệp, thần giới vị diện chủ nhân, Tây Nhai Hiệp chủ nhân, Thiên Thánh Cung một vị trưởng lão. Rầm, Tây Môn Hạo nuốt ngụm nước bọt, thật giống Tây Nhai Hiệp nói đến như thế, giống như đúc, thậm chí mặc quần áo cách ăn mặc, cùng với bánh quai chèo râu ria đều như thế. Đồng dạng, Tây Hiệp cũng đang nhìn Tây Môn Hạo, hơn nữa nhìn rất cẩn thận. Nhất là thấy đối phương bộ đáng về sau, trăm phần trăm xác định, đối phương là đến từ chính mình thần giới vị diện. Ban đầu hắn lần này không nghĩ ra được, chuẩn bị yên lặng quan sát Tây Môn Hạo một phiên, có thể là khi biết gia hỏa này phá vỡ số chính thí luyện tinh ghi chép, giết 120 người về sau, cuối cùng ngồi không yên. Bởi vì, hắn không muốn dạng này nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài bên trong. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Cũng chỉ có Thiên Tinh Lan cùng với Long Bá, len lén liếc một cái. Tốt, năm nay thu đồ đệ trưởng lão cùng các chấp sự đều đến, những người mới, còn không bái kiến này chút tiền bối. Sao Thiên Lang Hồng Thanh nói ra? Tây Môn Hạo đám người vội vàng chấp tay hành lễ. Chúng ta gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua các vị chấp sự. Mà mọi người ở đây hành lễ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được từng đạo uy áp kéo tới, toàn bộ là vô cùng cường đại, hiển nhiên là những trưởng lão kia mảy may không nói nhảm ra tay rồi. Phù phù, phù phù, có mấy chục người một chút mất tập trung, toàn bộ ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch đồng thời, bọn hắn cũng mất đi bị trưởng lão chọn trúng cơ hội, thậm chí chấp sự đều sẽ không xem bọn hắn liếc mắt. Tây môn hạo chẳng qua là thân thể hơi trao đảo một cái, vì thế như vậy hắn không sợ, thân thể của hắn các phương diện tố chất đã đạt đến trình độ kinh khủng. Tiểu lão thôn quê, xem ra ngươi nhận ra lão phu, tới lão phu môn hạ đi. Tây môn hạo bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Là rất quen thuộc, mặc dù mình chưa từng nghe qua Tây Hiệp nói chuyện, nhưng Tây Nhai hiệp thanh âm hắn rất quen thuộc, Tây Môn Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt sáng tỏ, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Phù phù. A. À, bên cạnh Ba Bỉ muốn kéo nổi lên Tây Môn Hạo, lại bị Tây Môn Hạo ánh mắt ngừng lại. Không phải đâu. Kiếm Tiễn đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình, Tây Môn Hạo cái này chết biến thái, vẫn là nơi này tinh cấp cao nhất gia hỏa, vậy mà ngay từ đầu liền đổ. A. À, trước mặt Long Bá quay đầu nhìn thoáng qua, cũng hết sức kinh ngạc, nhưng huống chi hiểu rõ cái gì, vẻ mặt khôi phục như thường. Trên xuống Thiên Tinh Lang chẳng qua là nhíu mày lại, liếc qua Tây hiệp, liền không lại nói cái gì. Không chỉ có là bọn hắn, rất nhiều trưởng lão cùng chấp sự đồng dạng nhíu mày, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới đẳng cấp này cao nhất gia hỏa, thậm chí có người đoán được Tây môn Hạo cái này sáng thế không gian tới, phục dụng bọn hắn thiên thánh cung bí chế nước thuốc, có thể có được cung chủ ban cho bí dược, như vậy tư chất khẳng định siêu cường có thể là đã vậy còn quá không thể tả để bọn hắn thấy từng đợt nghi hoặc cùng thất vọng nhất là những trưởng lão kia ban đầu đã coi trọng tây môn hạo chuẩn bị tranh đoạt lại gặp loại tình huống này trong lúc nhất thời cho rằng tây môn hạo chẳng qua là cái công tử bột khụ khụ cái kia sư phụ chủ nhân thuận tay nắm đệ tử bên người hai tỷ muội thu quá chính là cái này kim cương muội tử còn có tiểu la lị tây môn hạo cúi đầu sắc mặt tái nhợt nhưng bờ môi khẽ động truyền âm cho tây hiệp Ừm, sư phụ chủ nhân tây hiệp khẽ giật mình một tiếng này sư phụ chủ nhân quá mẹ nó đột nhiên đúng vậy a à, tây nha hiệp a à, liền là thần giới vị diện thủ hộ giả cũng chính là ngài phân thân hắn là sư phụ ta cho nên ngài chính là ta sư phụ chủ nhân a à. tây môn hạo không nói vòng vo trực tiếp chuyển ra tây nha hiệp có cái tầng quan hệ này có một số việc càng dễ nói cáp có chút ý tứ a à. Tên kia vậy mà thu đồ đệ. Làm sao? Uy hiếp lão phu? Nếu như lão phu không thu bên cạnh ngươi cái kia thủy tinh linh cùng hỏa tinh linh, ngươi liền không gia nhập lão phu ngôn hạ. Tây hiệp nhịn không được cười lên, gia hỏa này đi lên liền ra điều kiện, thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận quan sát Ba Lạp cùng Ba Bỉ, nhất là Ba Lạp, như thế hình thể, liếc mắt liền nhìn ra là trúng độc, thân thể đạt được biến dị. Hắc hắc, sư phụ chủ nhân này tỷ hai tư chất không tệ, tại thí luyện tinh biểu hiện cũng không tệ, một mực đi theo ta chiến đấu, là tiềm lực. Tây môn hạo dĩ nhiên không phải làm người tốt, hắn chỉ là muốn cho cô đơn chính mình tìm chút đồng bạn, dù sao mình tại thánh vực liền nhận biết hai người kia. Mà lại này hai tỷ muội cũng khá, về sau phát triển, là không tệ giúp đỡ. Ừm, xem đi, nếu như không có những trưởng lão khác thu lưu các nàng, lão phu đã thu, như thế nào? Tây Hiệp quả nhiên bị Tây Môn Hạo chấp nối ảnh hưởng tới, nếu như nếu không phải Tây Môn Hạo cái kia tiếng sư phụ chủ nhân, hắn căn bản liền sẽ không đi thu này hai tỷ muội. Đương nhiên, hắn rất quen thuộc phân thân của mình Tây Nhai Hiệp, hắn biết, có thể bị đối phương thu làm đệ tử, đối phương khẳng định không chỉ thí luyện tinh chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Hắc hắc, tạ ơn sư phụ chủ nhân, yên tâm, không ai sẽ thu các nàng. Tây Môn Hạo vẻ mặt nở một nụ cười, sau đó đối hai tỷ muội truyền âm nói kim cương muội tử tiểu ba bỉ ngã xuống hạo gia mang các ngươi bay ba lạp cùng ba bỉ đồng thời sững sờ cúi đầu nhìn thoáng qua tây môn hạo phù phù ba bỉ có thể là đối tây môn hạo quá tín nhiệm đặt mông ngồi trên mặt đất khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng thậm chí đều dùng lấy thổ huyết xúc động ba lạp một xem muội muội của mình ngồi xuống chính mình sao có thể đứng đấy liền là làm phổ thông đệ tử cũng muốn cùng một chỗ Oanh! Đại điện mặt đất hơi hơi chấn động một cái, ba lạp to con nện xuống đất, thậm chí khóe miệng chảy một tia máu tươi, đưa tới một hồi ghé mắt. Long bá xem lại là nhíu một cái lông mày, này hai tỷ muội hắn ban đầu đã đã nói, mong muốn thu vào môn hạ của mình, lại không nghĩ rằng đối phương cùng tây môn hạo một dạng, vừa mới bắt đầu không lâu liền ngồi xuống. Hơn 300 người liên tiếp ngồi dưới đất, trong đó đến cùng có mấy cái giống như tây môn hạo chứa, cũng không biết có mấy người. Bởi vì không ngừng Tây Hiệp sẽ đùa nghịch thủ đoạn, nơi này tới lão già nhóm không có một người hiền lành. Tất cả chấp sự, trưởng lão nhìn xem người phía dưới, uy áp càng lúc càng lớn, tòa hạ người càng ngày càng nhiều, nhưng những trưởng lão kia hung hăng lắc đầu. Quy, Tây Môn Hạo, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Ba Lạp Tuyệt Bích tin tưởng đây là một trận âm mưu, tại Tây Môn Hạo ngồi dưới đất một khắc này, hắn liền cho rằng đây là một trận âm mưu. Hắc hắc, đưa ngươi một cơ duyên to lớn ngươi không muốn. Chờ xem, một hồi ngươi sẽ biết. Tây Môn Hạo kết thúc truyền âm, sau đó nhìn từng người từng người ngã xuống những người mới. Này kiểm trắc liền là đơn giản như vậy, kháng trụ uy áp, kháng càng lâu, nói rõ tư chất càng cao. Rất nhanh, trong đại điện đứng đấy người mới còn có hai mươi mấy người đang khổ cực kiên trì, những người này tư chất cũng rất cao. Bỗng nhiên, uy áp biến mất. Ta tuyển hắn. Một tên trưởng lão trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, sau đó bắt lấy một tên nam tử bả vai đây là ta, ta muốn cái này. Những trưởng lão này trực tiếp động thủ cướp người, nhưng những người mới xem một hồi ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hai mươi mấy người, một bách trưởng lão, không động thủ đoạt căn bản không vớt được. Rất nhanh, hai mươi mấy tên người mới bị chọn lựa hoàn tất, toàn bộ dẫn tới bên cạnh mình. Mà động làm chậm trưởng lão cũng không ảo não, hai mươi tiếp tục tại những cái kia ngồi dưới đất người nhìn lại, lại một lần nữa xem xét. Khụ khụ khụ, Tây môn hạo vội vàng ho khang vài tiếng, vận chuyển tinh lực bức ra một nguồn máu tươi, nhưng khí tức của mình trở nên cực kỳ mỏng manh. Quả nhiên, những trưởng lão kia tầm mắt trực tiếp từ trên người hắn lượt qua, có thậm chí lắc đầu, triệt để từ bỏ Tây môn hạo. Ba lạc cùng ba bỉ cũng biểu hiện cực kỳ không thể tả, khoan hãy nói, hai tỷ muội diễn kịch diễn còn không sai. Rất nhanh, có lại mười mấy người bị một ít trưởng lão chọn trúng, dẫn tới đằng trước mà những cái kia không có được tuyển chọn từng cái ủ rũ cúi đầu, thất vọng đến cực điểm. Các vị trưởng lão, đều chọn xong chưa? Thiên tinh lang thấy không có trưởng lão chọn người, liền hỏi. Các vị trưởng lão lại một lần nữa quét những người mới liếc mắt, sau đó từng cái lắc đầu. Tốt, như vậy. Cung chủ, lão phu nhìn trúng mấy cái. Tây hiệp bỗng nhiên thi lễ nói. Yêu, đại lừa dối, này chút rác rưởi ngươi cũng để ý. Ngươi có thể là rất ít thu đồ đệ, còn mấy cái một nữ tử bỗng nhiên âm dương quái khí nói ra đại lừa dối mẹ nó cũng nên cẩn thận tây môn hạo không nghĩ tới tây hiệp cũng bị người gọi là đại lừa dối không khỏi cảnh giác tây nhai hiệp hắn hiểu rất rõ đơn giản quá không tốt đấu huống chi tây nhai hiệp chủ nhân ha 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 lão phu thu đồ đệ chỉ nhìn duyên phận duyên phận đến tự nhiên có khả năng thu làm môn hạ tây hiệp một phút bánh quai chèo râu ri cười nói sau đó lần nữa đối thiên tinh lang thi lễ nói cung chủ có thể sao ha 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 dĩ nhiên có khả năng đệ tử của mình chính mình quyết định thiên tinh lang cười cười bất quá cười có thâm ý một cổ hiểu rõ không nói toạc dáng vẻ đa tạ cung chủ tây hiệp lại một lần nữa thi lễ sau đó đi tới trong đám người thẳng đến tây môn hạo mà đi đi ngang qua những người mới từng cái ánh mắt mang theo trong đợi đáng tiếc đối phương căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một tên trưởng lão bay đến tay môn hạo bên người, cười nói. Ha ha ha, định lực kém chút, nhưng ta tin tưởng, cung chủ sẽ không nhìn nhầm. Lời nói này loại trưởng lão mặt sắc vị diện, lúc này mới phản ứng lại, không khỏi ảo não vô cùng. Đối phương là cuối cùng một nhóm tới, lại là sáng thế không gian tới, ngoại trừ phục dụng bí dược, dựa vào tu luyện tại thời gian ngắn như vậy đột phá ngũ tinh, đơn giản liền là nằm mơ bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng cung chủ nhìn lầm nhưng là bây giờ xem ra cũng không là có chuyện như vậy hồ hoa trưởng lão ngươi này quá mức a à. tây hiệp mặt bỗng nhiên kéo lại rồi trong mắt lóe lên một đạo lợi mang ha ha tây hiệp làm sao ngươi cũng nhìn trúng hắn rồi thật có lỗi đoạt trước một bước hồ hoa cười nhạt một tiếng cười có chút tiểu đắc ý hừ khoan đắc ý đồ đệ tới Tây hiệp bỗng nhiên làm rõ cùng Tây Môn Hạo quan hệ, mà lại trực tiếp hô Đồ đệ. Đồ đệ? Hô ai đây? Không biết a. À. Mẹ nó, không phải là tiểu tử kia a. À. Không phải đâu, tiểu tử này không là người mới sao? Trong đại điện bỗng nhiên nghị luận ầm ĩ, Tây hiệp một tiếng này đồ tôn quá mẹ nó đột nhiên. Nhất là ngồi dưới đất ba lạp chờ quen thuộc Tây Môn Hạo vài người, từng cái chấn động vô cùng. Đúng, sư phụ. Tây Môn Hạo thi lễ ngược lại đối phương cùng Tây Nhai hiệp tính là một người, hô đối phương sư phụ tuyệt không quá đáng. Sau đó đối cái kia Hồ Hoa trưởng lão thi lễ nói: "Hồ trưởng lão, thật có lỗi, đó là sư phụ ta." Nói xong, liền hướng đi Tây hiệp, căn bản không để ý cái kia Hồ Hoa trưởng lão cái kia gặp quỷ biểu lộ. "Ha ha ha, bản cung chủ liền nói đi, phá vỡ thí luyện tinh ghi lại gia hỏa, làm sao lại như thế không thể tả." Tây hiệp trưởng lão, ngươi ăn vạ nha. Thiên tinh lan chợt cười to dâng lên. Oanh! Trong đại điện lần nữa nghị luận. Phá vỡ thí luyện tinh ghi lại. Cái gì ghi lại? Mẹ nó! Chúng ta bị đại lừa dối cho lừa dối. Bọn hắn nguyên lai nhận biết. Vẫn là sư đồ. Mẹ nó! Đại lừa dối. Ngươi lại lừa dối người. Các vị trưởng lão chỉ tây hiệp ồn ào. Bất quá nhưng không có địch ý. Chẳng qua là bất đắc dĩ. Tây môn hạo lại một lần nữa xác định. Chính mình cái này tiện nghi sư tổ, lại là một cái đại lừa dối. Ha ha ha, các vị, giới thiệu cho các ngươi một chút ta đồ đệ này. Tây Hiệp trực tiếp đem Tây Môn Hạo kéo đến trước người, hết sức tự hào giới thiệu nói. Các vị, hắn gọi Tây Môn Hạo là lão phu thần giới vị diện tới, cũng là ta cái kia vị diện thủ hộ giả đồ đệ. Lão phu phân thân thu đồ đệ, cũng đại biểu đồ đệ của ta. Dĩ nhiên, cũng là số chín thí luyện tinh mới nhất người giữ kỷ lục. Lần này thí luyện xếp hàng thứ nhất, đầu người số một trăm hai oanh đại điện lại nổ khí luyện tinh ghi lại cũng không phải nói đánh vỡ liền có thể đánh vỡ hơn nữa còn là một trăm hai mươi cái sáng thế không gian tới đây chính là nhất tinh thánh nhân a à. khụ khụ sư phụ điệu thấp tây môn hạo không có nghĩ đến cái này tiện nghi sư tổ như thế gia cảm giác so tây nhai hiệp còn không đáng tin cậy nhất là mọi người làm trái một cái đại lừa dối phải một cái đại lừa dối Xem ra lừa dối người là thật vô cùng nổi danh a. À. Hừ, cách không được không chịu được như thế, nguyên lai like các ngươi hai cái hùng vốn lừa dối người. Hồ Hoa hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đứng ở một bên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tốt, các vị trưởng lão, Tây hiệp trưởng lão có thể gặp được chính mình vị diện người, đúng là không dễ. Hơn nữa còn là chính mình phân thân đồ đệ, càng là không dễ mà lại chúng ta thiên thánh cung cũng có cái này quy củ bất thành văn chính mình vị diện trước tiên lựa chọn Sao thiên lang tràn diện này đã thấy nhiều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn theo tây môn hạo đặt môn ngồi dưới đất thời điểm hắn liền hiểu rõ người khác không biết tây môn hạo người thế nào hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng các ngươi hai cái có nguyện ý hay không làm lão phu đệ tử tây hiệp bỗng nhiên nhìn về phía mộng ép ba lạp cùng ba bỉ hai tỷ muội còn yên lặng tại tây môn hạo thân phận trong khiếp sợ a à, hai tỷ muội đồng thời ngạc nhiên đơn giản không tin lỗ tai của mình này hạnh phúc tới đơn giản quá mẹ nó đột nhiên móa lại bị dao động này hai cũng là chứa ai tây hiệp quá mẹ nó không biết xấu hổ đúng đấy hai cái này nước hỏa tinh linh rõ ràng cũng là chứa ta làm sao không nghĩ tới trong đại điện các trưởng lão lại là một hội nghị luận năm nay tuyển đệ tử tràn diện phá lệ náo nhiệt. Hai vị sư muội còn không mau một chút bái kiến sư phụ. Tây môn hạo cười hít mắt đối hai tỷ muội cười nói. Đồng thời cũng đã nhìn ra, này Tây Hiệp tại thiên thánh cung trưởng lão bên trong, địa vị hẳn là không thấp, bằng không thì cũng không sẽ dám chơi như vậy. Ba lạp tỷ muội vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha ha, đứng lên đi, này đều là các ngươi sư huynh công lao. Tây Hiệp vuốt vuốt bánh quai chèo râu ria, cũng không có gạt bỏ Tây Môn Hạo công lao. Hai nữ nhìn về phía Tây Môn Hạo, đồng thời lộ ra vẻ cảm kích. Đầu tiên là bị đối phương mang vào Thiên Thánh Cung, vốn định tốt nhất rơi cái nội môn đệ tử, không nghĩ tới rồi lại dính Tây Môn Hạo ánh sáng, thành thân truyền đệ tử. Tốt, các vị trưởng lão còn có chọn sao? Thiên Tinh Lan hỏi lần nữa. Các vị trưởng lão lần này không có người phát biểu, lần này tổng cộng có 43 người bị các trưởng lão chọn trúng, Thành may mắn. Sau đó chính là các chấp sự chọn lựa đệ tử, quả nhiên, Long bá chính mình liền tuyển hai cái, coi như là có người đoạt, hai người này vẫn là quyết định đi theo Long bá, rõ ràng sớm liền được suy yếu. Bất quá lần này Long bá cũng coi trọng Ba Lạp cùng Ba Bỉ, đáng tiếc, bị Tây hiệp đào đi. Hơn 300 chấp sự, chọn lựa hơn 300 người mới, có một cái, có hai cái, có không có. Tại các chấp sự chọn tốt đệ tử về sau, trong đại điện người mới còn thừa lại hơn 100 người tới. Này hơn 100 người người biểu hiện rất bình thường, liền chấp sự đều chướng mắt, chỉ có thể trở thành Thiên Thánh cung phổ thông đệ tử. Mà này chút cái gọi là phổ thông đệ tử, kỳ thật tại thí luyện tinh bài danh cũng không tệ, nếu là thay cái thế lực nhỏ, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Có thể là tại Thiên Thánh cung, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Trừ phi về sau biểu hiện ra tiềm lực của mình, bị trưởng lão hoặc là chấp sự nhìn trúng, mà loại chuyện này tại thiên thánh cung cũng thường xuyên phát sinh dù sao bọn hắn mới là thánh nhân về sau sẽ như thế nào người nào sẽ biết đâu cho nên tại phổ thông đệ tử bên trong còn có không ít tiềm lực đây cũng là rất nhiều người cũng không nóng nảy tuyển đệ tử nguyên nhân đương nhiên những cái kia được tuyển chọn nếu như về sau biểu hiện cực kỳ không thể tả liền sẽ bị trục xuất sư môn trở thành đệ tử bình thường thiên thánh cung chấp sự trở xuống các đệ tử Địa vị thường xuyên sẽ có biến động, nhất là hướng bọn hắn này chút người mới, địa vị bây giờ cũng không phải là tuyệt đối. Đợi người mới phân phối hoàn tất về sau, Thiên Tinh Lang lại chủ trì người mới vào cung nghi thức. Rất đơn giản, dập đầu ba cái là được, sau đó là một chút phát biểu. Đến mức quy củ cái gì, chính mình sư phụ đi dạy bảo là được rồi. Sau đó liền đối với mấy cái này đệ tử mới tiến hành đăng ký, đồng thời cấp cho huy chương, còn có vào cung phúc lợi thân truyền đệ tử hai nghìn thánh tinh tệ hai mươi viên nhất giai tinh lực cầu hai mươi khối nhất giai cường hóa thạch cùng với một bình cường hóa thân thể nước thuốc bị chấp sự chọn trúng nội môn đệ tử thì là một nghìn thánh tinh tệ tinh lực cầu cùng cường hóa thạch các mười cái một bình cường hóa thân thể nước thuốc đến mức cái kia hơn một trăm đáng thương phổ thông đệ tử cũng có năm trăm thánh tinh tệ tinh lực cầu cùng cường hóa thạch các năm cái đồng dạng cho một bình cường hóa thân thể nước thuốc có muốn không nói đại môn phái chính là đại môn phái đâu, này vẹn vẹn thiên thánh cung cho người mới lễ gặp mặt, chờ đến riêng phần mình sư phụ môn hạ, còn sẽ có ban thưởng. Liền là những cái kia đệ tử bình thường, cũng có người thống nhất quản lý, cho một chút ban thưởng. Từ giờ khắc này, này chúc những người mới rốt cuộc tìm được tổ chức, nhất là những cái kia sáng thế không gian tới, một khỏa dẫn theo tâm cuối cùng rơi xuống. Bất kể nói thế nào, hiện tại là thiên thánh cung đệ tử, cuối cùng có cái đặt chân chỗ. Tây Môn Hạo cùng Ba Lạp còn có ba bỉ đi theo Tây Hiệp cái kia đại lừa dối mang đi. Trước khi đi, Tây Môn Hạo cũng kiếm tiễn, Đao Ni tăng thêm thông tin, đồng thời ước định, thế nào thiên cùng song phương lão tổ gặp một lần. Đương nhiên, Long Bá cũng đuổi tới tăng thêm Tây Môn Hạo thông tin, bởi vì hắn là nhìn xem Tây Môn Hạo theo thí luyện tinh một đường đánh tới, có thể nhìn ra đối phương là cái tiềm lực. Đồng thời, Thiên Thánh cung tới một cái phá vỡ số chính thí luyện tinh nhân đầu ghi lại Tây Môn Hạo tin tức cũng rất nhanh truyền ra. bất quá, mọi người chẳng qua là khi làm một cái tươi mới chủ đề, đàm luận một quãng thời gian, rất nhanh mọi người liền quên đi. thậm chí còn có người không nhớ rõ Tây môn hạo người này. bởi vì thiên thánh cung thứ không thiếu nhất là nhân tài, một cái thí luyện tinh thứ nhất cũng không có nghĩa là cái gì. qua, thật là lớn thánh cầm a. tiếu tiếu, theo hết dài một tiếng, một mực ngũ sắc chim lớn tại Tây môn hạo đám người tinh du khí bên cạnh bay qua. Lúc này bọn hắn đang ngồi ở một cái to lớn, đĩa phía trên, đây là Tây hiệp tinh du khí. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể phong bế, có thể mở ra. Hiện ở phía trên ngồi Tây hiệp, Tây Môn Hạo, Ba Lạp, Ba Bỉ, còn có một tên môi hồng răng trắng thiếu niên tuấn mỹ, đây là Tây hiệp một cái đồ đệ. Đừng nhìn là người thiếu niên, tu vi thì là thánh sứ cấp bậc, vẫn là một cái cửu tinh thánh sứ, tên là Thượng Ngọc, là Tây hiệp thích nhất một cái đồ đệ thường xuyên mang theo trên người, chủ yếu là nhìn xem thuận mắt. Tây môn hạo cúi đầu nhìn xem phía dưới phong cảnh, mặc dù tinh du khí bay rất nhanh, nhưng phía dưới phong cảnh lờ mờ rõ ràng, so tại tới thời điểm thấy rõ nhiều. Đồ đệ, tại, thượng ngọc thi lễ, sư tôn làm gì? Tây môn hạo quay đầu, ha ha, ngọc nhi, vi sư đang gọi ngươi tiểu sư đệ này. Tây hiệp phút phút ria mép cười nói, ồ, thượng ngọc có thể là có chút ghen, nghiêng qua tây môn hạo liếc mắt, sau đó nhìn về phía nơi khác đến mức ba lạp cùng ba bỉ bây giờ còn chưa có thích ứng này đột nhiên cải biến thân phận cho nên không có trả lời đồ đệ chúng ta qua bên kia nói chuyện tây hiệp nói xong tin du khí bỗng nhiên biến lớn đồng thời ở một bên xuất hiện một cái phòng nhỏ tây môn hạo vội vàng đứng dậy hắn biết tây hiệp đây là muốn cùng chính mình nói chuyện thần giới sự tình ngược lại theo thiên thánh điện bay đến tây hiệp địa bàn cần gần thời gian một ngày bành theo gian phòng cửa phòng đóng cửa, người bên ngoài mơ tưởng nghe được nói chuyện bên trong. Hì hì ha ha, sư huynh, ngươi tốt, ta gọi Ba Bỉ. Ba Bỉ cái tiểu nha đầu này, đối thượng Ngọc lộ ra tinh khiết nụ cười. Chủ yếu là thượng Ngọc dáng dấp xác thực tuấn mỹ, đơn giản liền là khác phái sát thủ. Ngươi tốt, sư muội. Thượng Ngọc nhạt nhẽo đáp lời, cũng không có bị Ba Bỉ thuần khiết nụ cười ảnh hưởng. Ba Bỉ đụng nhầm cây đinh, có chút nhỏ xấu hổ cũng có chút nhỏ ủy khuất thượng ngọc bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng lộ ra một cái nụ cười ấm áp nhìn thoáng qua phòng nhỏ cười nói hai vị sư muội người sư đệ kia cùng sư tôn trước đây quen biết hắn không biết tây môn hạo lai lịch bởi vì thu đồ đệ thời điểm hắn tại bên ngoài hiện tại vừa rời đi thiên thánh điện tây hiệp đều chưa kịp giới thiệu mọi người nhận biết bây giờ lại vội vã nắm tây môn hạo mang đi đơn độc đàm không có chuyện gì đó mới gặp quỷ ngươi nói lão gia gia a à. hắn khụ khụ ba lạp ho khan hai tiếng cắt ngang ba bỉ ba bỉ vội vàng im miệng sau đó trốn đến ba lạp sau lưng giống như là đã làm sai chuyện hài tử thượng ngọc nhìn về phía ba lạp khóe mắt rung lên một thiếu nữ mọc ra dạng này cũng thực hiếm thấy bất quá đối phương rõ ràng cùng người tiểu sư đệ kia là cùng một bọn cũng không có lại hỏi thăm ngược lại sớm muộn phải biết trong phòng nhỏ tây môn hạo cùng tây hiệp ngồi đối diện nhau trước mặt để đó một cái bàn một cái ấm trà hai chén trà chén trà nước trà trong chén tản ra mê người nhớ tới nói đi hắn có phải hay không muốn cho ngươi hỏi một chút lão phu hắn khi nào mới có thể rời đi thần giới vị diện tây hiệp không nói vòng vo mà lại rõ ràng biết mình phân thân có lời mang cho mình a à, ngài thế nào biết đến a à? tây môn hạo hơi kinh ngạc ha 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 ngươi biết phiền thần sao Tây hiệp đột nhiên hỏi, Tây Môn Hạo sững sờ, sau đó nói, Nghe nói qua, không biết, nhưng đệ tử biết hắn con gái, làm sao? Phiền thần cũng tại sư phụ môn hạ. Tây hiệp nhẹ gật đầu. Không sai, tại 200 năm trước, Phiền thần đi tới thánh vực, vừa vặn phân phối đến số 9 thí luyện tinh, đồng thời được đưa tới Thiên Thánh cung, bị vi sư thu làm đệ tử. A, à, mới 200 năm a. À, Tây Môn Hạo há to miệng, bởi vì chính mình tại đột phá sáng thế thần trước, phiền thần đã đột phá 708 năm, lại thêm chính mình sáng tạo chính mình vị diện, có để cho mình vị diện đi qua rất nhiều năm, có thế là đối phương mới đến mang thánh vực 200 năm. Ha ha ha, làm sao? Ngươi không biết thánh vực thời gian cùng sáng thế không gian không tại một cái thời gian tầng sao, cùng các cái vị diện trên lệch thời gian càng có chỗ khác biệt, đi tới thánh vực, liền theo thánh vực thời gian cũng được a. À. Tây hiệp làm Tây môn Hạo giải thích một phiên. Tây Môn Hạo dĩ nhiên biết, chẳng qua là trong lúc nhất thời có chút không có quay lại thôi. Hắc hắc, biết một chút, chỉ là có chút không có kịp phản ứng thôi. Sư phụ, phiền thần bây giờ đang ở ngày này sao? Tạm thời không có, làm nhiệm vụ đi, bất quá đoán chừng sắp trở về rồi. Tốt, trước không nói cái này, phân thân có lời gì làm ngươi mang cho lão phu sao? Tây Hiệp rõ ràng cùng quan tâm phân thân của mình. Cũng không có gì, liền là nhường đệ tử hỏi một chút, hắn lúc nào có khả năng rời đi nơi đó kỳ thật ngài cũng biết tại vị diện nghẹn lâu đã không có gì yêu cầu xa vời rời đi ai nơi đó có dễ dàng như vậy a à? tây hiệp bưng chén trà lên phẩm một ngụm sau đó vuốt vuốt râu ria sư phụ thật khó như vậy sao tây môn hạo còn muốn lấy cái chết của mình bần đạo đâu hắn cũng không muốn khốn đối phương cả đời cái gì thủ hộ giả cái gì thiên đạo đối với hắn mà nói đều là cẩu thí đúng vậy a à. thật vô cùng khó bởi vì hắn chính mình căn bản không thể rời bỏ chỉ có thể sư phụ xuống cải biến thần giới vị diện thiên đạo mới có thể dùng rời đi ai kỳ thật những năm này cũng khổ hắn năm đó vi sư cùng người đại chiến thụ thương thiên đạo bị hao tổn làm thần giới vị diện trở nên rất yếu đến mức phía dưới một lần hỗn chiến làm vị diện sụp đổ may mắn mà có hắn a à, sáng tạo ra thần vực tây hiệp thở dài hắn cũng là theo phiền thần bên kia giải được những thứ này há nguyên lai là dạng này tây môn hạo có chút hiểu rõ vì cái gì thần giới sẽ sụp đổ nguyên lai không hoàn toàn là bởi vì đại chiến nguyên nhân còn có tây hiệp thụ thương nguyên nhân mặc dù vị diện chủ nhân đã chết vị diện sẽ không sụp đổ nhưng thiên đạo bị hao tổn về sau vị diện cũng sẽ trở nên yếu kém tới đi nói một chút hiện tại thần giới đi tây hiệp không thể trở về đến chính mình vị diện cho nên hết sức muốn biết hiện tại thần giới vị diện. Tây Môn Hạo lấy ra một điếu xi si gà, sau đó nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, liền bắt đầu tự thuật. Đương nhiên, tự thuật không hoàn toàn chân thật, nhưng cũng có rất nhiều chân thực, tất lại đối mặt mình là cái thiên thánh cung đều nổi danh đại lừa dối. Bất quá tại Tây Nhai Hiệp vấn đề bên trên hắn nói hoang, hắn nói chính mình từ nhỏ đã bái Tây Nhai Hiệp vi sư, mãi cho đến đột phá sáng thế, nói đến cùng thân hai người giống như lại thêm kỹ xảo của hắn nhưng tây hiệp tin là thật nhìn xem tây môn hạo ánh mắt cũng thay đổi đang ứng câu nói kia yêu ai yêu cả đường đi hai người tại trong phòng nhỏ một trò chuyện chính là một ngày tây môn hạo cái này nhỏ lừa dối triệt để đem cái này đại lừa dối cho lừa dối dễ chịu tây hiệp không chỉ nghe tây môn hạo tự thuật cũng thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề dù sao nơi đó là nhà mình một mực đến tinh du khí bay đến tây hạp dãy núi hai người mới rời đi phòng nhỏ bởi vì nơi này liền là tây hiệp địa bàn cũng là hắn dạy đệ tử địa phương tây hạp sơn mạch ngoại trừ cao nhất tây hạp sơn bên ngoài còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa đại sơn tây hiệp cho tới bây giờ đến thánh vực đến bây giờ một mực không có thành gia cũng không có xây thế lực của chính mình thuộc về thiên thánh cung thanh nhàn nhất trưởng lão một trong thiên thánh cung không phải tất cả đệ tử đều ưa thích xây thế lực của chính mình thậm chí còn có người liền đồ đệ cũng không thu trải qua nhàn vân giả hạt sinh hoạt mà tây hiệp sở dĩ lựa chọn nơi này làm lãnh địa của mình cũng là bởi vì nơi này gọi là tây hạp sơn xem như cùng tên của hắn chuẩn xác tây hạp sơn mạch không có kiến trúc liền tây hiệp tu luyện tây hạp sơn cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc chỉ có khu rừng rậm rạp còn có đỉnh núi vị trí một tòa thật to động phủ không chỉ có là tây hạp sơn tại tây hạp sơn mạch to to nhỏ nhỏ trong núi lớn đều có xây dựng động phủ cái này là tây hiệp cùng với đệ tử của hắn chỗ tu luyện cùng những cái kia sinh hoạt tại thành bên trong đệ tử so ra nơi này mặc dù hoang vu nhưng hết sức thích hợp tu luyện có thể để cho người ta chuyên tâm tăng lên tu vi của mình các đồ đệ đây chính là vi sư lãnh địa tây hạp sơn mạch cũng là các ngươi về sau chỗ tu luyện có phải hay không rất thất vọng tây hiệp đứng tại tinh du khí bên trên chỉ phía dưới như cùng một cái cự long dãy núi nói ra sư phụ nơi này chính là tu luyện nơi tốt a à. thanh tĩnh có thể để cho người ta quên đô thị phồn hoa dốc lòng tu luyện không người quấy rầy ân ừ, nơi tốt tây môn hạo dĩ nhiên sẽ không nói nơi này quá mẹ nó hoang vu quả nhiên tây hiệp trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ha 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 đồ đệ nói không sai nơi này chính là một chỗ tu luyện bảo địa sư phụ nơi này thật là quạng cu ẻ a à. liền cá nhân cũng không nhìn thấy ba bỉ một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn hồi lâu cũng không có thấy cái bóng người Tây Hiệp nhìn về phía ba bỉ, đưa thay sờ sờ đầu của đối phương, đây coi như là hắn nhỏ nhất đệ tử. Mặc dù không phải rất quen, nhưng đối phương đơn thuần bộ dáng vẫn là lòng sinh yêu thích. Cười nói, ha ha, tiểu đồ đệ, vi sư tại thánh vực không có thân nhân, càng không có tộc nhân, coi là ba người các ngươi, cũng chỉ có 108 tên đệ tử. Bất quá, những năm này có 32 tên đệ tử ngã xuống, 16 tên làm thiên thánh cung chấp sự, có địa bàn của mình, rời khỏi nơi này. Còn có 20 người không hăng hái, bị vi sư đuổi ra khỏi sư môn, đi làm phổ thông đệ tử. Cho nên, này Tây Hạp Sơn Mạch bên trong, coi là vi sư, tổng cộng 41 người. Mà lại có 18 người làm nhiệm vụ, 13 người tại bế sinh tử quan, đoán chừng sẽ không tới nên đón các ngươi. Đi thôi, đi Tây Hạp Sơn, sư huynh của các ngươi sư tỷ đã đang chờ. Thật sao? Tây Hiệp cái này thiên thánh cung trưởng lão, tổng cộng liền 108 tên đệ tử. Sau đó đi thì đi, chết thì chết, bế quan thì bế quan, đào đi bốn người bọn họ, này Tây Hạp Sơn Mạch bên trong có khả năng ra tới chuyển động chỉ có mười mấy người. Xem ra, cái này Tây Hiệp là thật ưa thích thanh tĩnh, thậm chí ngay cả một chút tạp dịch đều không có. Tinh du khí chở mọi người trực tiếp rơi vào Tây Hạp Sơn bên trên, đứng tại một cái bị gọt chỉnh tề trên bình đài. Trong bình đài là một cái cửa hang lớn, cửa động hai bên trưng bày hai cái thạch thú, Cửa động phía trên còn viết, Tây Hạp động ba cái màu vàng kim chữ lớn. Ngay tại Tinh Du khí vừa mới hạ xuống, theo trong động phủ bước nhanh đi tới hơn 10 người nam nữ, trước ngực đều treo huy chương, ngoại trừ Thiên Thánh nhị chữ bên ngoài, phía dưới còn viết, thân truyền đệ tử chữ, cùng Tây môn Hạo đám người vừa mới phát ra một dạng. Đệ tử bái kiến sư tôn. 15 tên nam nữ xếp thành một hàng, cùng nhau đối Tây hiệp hành lễ. miễn lễ, tất cả vào đi. Tây hiệp thu Tinh Du khí sau đó mang theo Tây Môn Hạo đám người tiến vào động phủ. Cái kia 15 tên nam nữ thì là nhìn Tây Môn Hạo ba người liếc mắt về sau, liền đi vào theo. Tiến vào Tây Hạp Động, Tây Môn Hạo mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Đừng nhìn bên ngoài là cao vút trong mây đại sơn, động phủ lối vào cũng rất điệu thấp, nhưng mà bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Động phủ là một cái to lớn nhân công đào bới hang núi, không chỉ vách tường chỉnh tề, còn điêu khắc rất nhiều bích họa mà trong động còn có chín cái to lớn cột đá, phía trên điêu khắc chín con rồng lớn, chín loại màu sắc, từng cái từng cái sinh động như thật, tựa như là chân long bàn ở phía trên một dạng. Trừ đó ra, còn có rất nhiều tảng đá điêu khắc bài trí, cùng với bàn ghế các loại đồ dùng hàng ngày. Tại cửa động tận cùng bên trong nhất có một cái đài cao, trên đài cao phủ lên trắng ngoãn da thú tấm thảm. Tây Hiệp tiến vào động phủ về sau, liền trực tiếp bay đến trên đài cao, khoanh chân ngồi xuống mà Tây Môn Hạo ba người thì là bị Thượng Ngọc mang theo đứng ở dưới đài cao mặt, Thượng Ngọc thì lùi đến cái kia 15 tên đệ tử trong đội ngũ. Các đồ đệ, hôm nay chúng ta Tây Hạp Sơn Mạch lại nhiều ba tên đệ tử, phân biệt là Tây Môn Hạo, Ba Lạp cùng ba bỉ tỷ muội Bọn hắn vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi đều là nhỏ nhất, hy vọng các ngươi về sau nhiều quan tâm một phiên. Đúng, Sư Tôn. 16 tên đệ tử cùng nhau thi lễ. Ba người các ngươi vào ta Tây Hiệp Môn, sau này sẽ là người mình, tại thiên thánh cung thế lực rất nhiều, về sau ra ngoài không muốn yếu đi vi sư uy danh, còn có. Tây Hiệp bắt đầu lần thứ nhất dạy bảo, đơn giản chính là muốn chịu Tây Hạp sơn mạch quy củ, thật tốt tu luyện loại hình. Đến tại cái gì bái sư lễ, trực tiếp miễn đi. Dù sao Tây Môn Hạo tại không có trước khi phi thăng coi như là đồ đệ của hắn, mà ba lạp tỷ muội tại thiên thánh điện là được rồi bái sư lễ. Tây Môn Hạo ba người tại đây bên trong thuộc về tu vi thấp nhất, tuổi tác thấp nhất tư lịch thấp nhất ba thấp đệ tử cung kính lắng nghe thụ giáo tây hiệp nói một trận dạy bảo đệ tử lời về sau liền lấy ra ba cái túi phất tay vứt xuống ba trong tay của người tiếp tục nói các đồ đệ đây là vi sư cho mỗi một cái nhập môn đệ tử lễ gặp mặt các ngươi đều có riêng phần mình công pháp cho nên vi sư vô phương dạy cho ngươi nhóm mà thần thông muốn xem ngộ tính của mình dĩ nhiên tại đột phá bình cảnh thời điểm có cái gì không hiểu có thể hỏi sư huynh của các ngươi sư tỷ, cái kia trong bao vải có các ngươi hết thảy sư huynh sư tỷ đại khái tư liệu, dùng thuận tiện các ngươi nhận biết, còn có bị trục xuất sư môn cũng ở bên trong. Nếu như còn có cái gì không hiểu, có thể tới Tây Hạp động hỏi vi sư. Chúng ta Tây Hạp sơn nhất mạch, nhân khẩu thưa thất, không tranh quyền thế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Cho nên, huynh đệ các ngươi tỷ muội ở giữa muốn lẫn nhau đoàn kết, các không thể tự giết lẫn nhau phá quy cũ củ của nơi này như thế vi sư sẽ đích thân ra tay đập chết hắn hiểu chưa tây hiệp khí thế bỗng nhiên đại thịnh quy áp thẳng bức tất cả mọi người tuân mệnh sư tôn tất cả mọi người vội vàng hành lễ trả lời cũng bao quát tây môn hạo ba người tùng ừ, tốt ngọc nhi ngươi mang ba người bọn hắn đi xong tử núi đi vừa vặn nơi đó trống không ba cái động phủ tây hiệp đối chỗ này thượng ngọc phân phó nói đúng sư tôn thượng ngọc tại các sư huynh đệ bên trong tu vi không phải cao nhất tư chất không phải cao nhất nhưng xác thực tây hiệp yêu thích nhất thậm chí giống tây môn hảo xấu xa như vậy gia hỏa cũng nhịn không được tây hiệp có phải hay không có đặc thù nào đó đam mê dù sao đối phương vẫn là một cái lão quan côn tốt các ngươi cũng tất cả đi xuống đi ba ngày sau vi sư tại tây hạp ngoài động tổ chức một cái tụ hội để cho các ngươi đều nhận thức một chút cũng xem như ăn mừng chúng ta tây hạp sơn mạch nhiều ba tên đệ tử Tây Hiệp khoát tay áo, sau đó nhắm mắt lại. Phải, sư tôn. Cái kia 15 vị sư huynh sư tỷ xoay người rời đi, cũng không để lại tới cùng Tây Môn Hạo đám người câu thông tình cảm ý tứ. Có lẽ, bọn hắn đang chờ ba ngày sau đi. Ba vị sư huynh sư muội đi thôi. Thượng Ngọc nhìn xem ba người chỉ chỉ cửa hang. Đi. Tây Môn Hạo kéo lại ba bỉ tay nhỏ, cách Thượng Ngọc rời đi Tây Hạp Động. Tây Hiệp tại Tây Môn Hạo sau khi đi, bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem tây môn hạo bóng lưng, nhẹ nhàng vuốt vuốt bánh quai chèo râu ria. Ha ha, tiểu tử này, còn dám lừa dối lão phu, thật sự là múa rìu trước cửa lỗ ban. Bất quá, tiểu tử này có chút ý tứ A, à. rất có lão phu năm đó phong thái. Không sai, hắn đối lại trước tây môn hạo giảng thuật thần giới sự tình cũng không là hoàn toàn tin tưởng, nhưng không có điểm phá, dù sao cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Nhưng hắn có một chút có khả năng khẳng định, cái này Tây Môn Hạo tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí cùng hắn năm đó có chút nhớ nhung tượng. Nói như thế nào đây, coi như là không có Tây Nhai Hiệp quan hệ, đối với thần giới phi thăng tới, hắn cũng sẽ đặt thù chiếu cố, huống chi đánh trong lòng ưa thích cái này tiểu đồ đệ. Hắc hắc, Thượng Ngọc Sư Huynh, tới một cây, đồ tốt. Tây Môn Hạo đi theo Thượng Ngọc không quen, bởi vì một mực tại cùng Tây Hiệp nói chuyện phím. Ừm ừm, Thượng Ngọc Sư Huynh, đây quả thật là đồ tốt ta cũng có. Ba bỉ sợ thượng ngọc không tin, lấy ra một cây trân tàn xì gà, nhóm lửa, hít thật sâu một hơi. Không sai, đồ tốt. Ba lạp cũng lấy ra một cây, cũng nhóm lửa hút. Nói chuyện, này hai tỷ muội đã nghiện, không phải nghiện thuốc, mà là loại kia nguyên thần tăng lên cảm giác. Tới đi thượng ngọc sư huynh, đây chính là ta quê quán đồ vật. Tây môn hạo nắm một điếu xì gà nhét vào thượng ngọc trong tay, sau đó chính mình cũng đốt một điếu. Thượng ngọc nhúng nhúng mũi, con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng nhóm lửa hít một hơi, tinh thần vì đó rung một cái, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đồ tốt, coi như không tệ. Thượng Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại Tây Hạp ngoài động bình rìa đài, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Tây môn sư đệ, sư huynh mới vừa từ bằng hữu cái kia biết được, ngươi cùng sư tôn đến từ một cái vị diện, vẫn là hắn phân thân đệ tử. Không sai, tại hỏi thăm ba lạp cùng ba bỉ không có kết quả về sau, hắn hỏi thăm một tên tham gia thu đồ để chấp sự dù sao chuyện khi đó đã không phải là cái gì bao la mờ mịt mơ hồ tại thiên thánh cung truyền ra ha ha sư huynh có một chút nói đến không đúng ta cùng sư tôn không phải tới từ một cái vị diện mà là ta đến từ sư tôn vị diện có khả năng nói như vậy là lão nhân gia ông ta vị diện dựng dục ta tây môn hạo cười nhạt một tiếng cuốn nắng một thoáng thượng ngọc cái kia không giống nhau tiểu sư đệ ngươi hậu trường rất cứng a à. bất quá chúng ta môn hạ còn có một vị cùng ngươi một chỗ tới sư huynh ngươi biết a à. thượng ngọc có thể là xem ở xì sì gà mức bỗng nhiên trở nên lời nhiều hơn dĩ nhiên biết ta cho hắn tại sáng thế không gian nữ nhi còn rất quen thuộc đây a à đúng hắn tại nơi này có gia đình sao tây môn hạo bỗng nhiên đối cái này phiền thần tò mò dâng lên ngươi không biết thượng ngọc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tây môn hạo biết cái gì Tây Môn Hạo so với đối phương còn kinh ngạc. Thượng Ngọc đầu tiên là sững sờ, lập tức thấy được Tây Môn Hạo trong tay túi, cười nói. Nhìn ta, bản môn quy của ngươi còn không có xem. Tại chúng ta Tây Hạp Sơn, không có có trở thành chấp sự trước đó, là không thể thành gia. Liền là thành gia, cũng không có khả năng đem người nhà mang đến nơi đây. Cho nên, chỉ có chấp sự về sau, có địa bàn của mình, mới có thể dùng rời đi thành gia. Thảo tây môn hạo thấp giọng mắng một câu càng ngày càng cảm thấy tây hiệp có mổ thuận tiện chướng ngại kỳ thật còn có một vị sư huynh cũng là cùng sư tôn một cái vị diện bất quá đáng tiếc đã chết rất lâu ta cũng chỉ là nghe qua thượng ngọc tiếp tục nói thượng ngọc sư huynh ngươi bái sư tôn bao lâu a à? ngươi cũng là sáng thế không gian tới sao ba bỉ y nguyên phát huy nàng tò mò bảo bảo đặc tính thượng ngọc lắc đầu không phải ta là dân bản địa đi vào Tây Hiệp dãy núi đã 120 năm. Tốt, không nói, trước mang các ngươi đi sông tử núi. Nói xong, bỗng nhiên đối trên không đánh cái huyết sáo. Tiếu tiếu, theo một hồi hót vang, một đầu màu trắng chim lớn bỗng nhiên theo một tòa núi lớn bên trên bay lên, trong chớp mắt liền đến trước mặt mọi người. Thượng Ngọc thả người nhảy tới chim lớn trên lưng, sau đó vung tay lên, lợi dụng tinh lực đem tây môn hạo đám người cuốn tới phía trên. Tiểu Bạch, sông tử núi. Tiếu tiếu chim lớn lại là một tiếng hót vang, thẳng đến dãy núi chỗ sâu bay đi. Đừng nhìn đây chỉ là một vùng núi, nhưng diện tích cũng không nhỏ, toàn bộ dãy núi nói ít cũng có 4.500 dặm. Tây Môn Hạo đám người tò mò nhìn phía dưới một tòa tòa núi lớn, này chim lớn bay vô cùng thấp, cũng không phải rất nhanh. Tây Môn Sư Đệ, hai vị sư muội, nhìn thấy không? Tòa kia liên tiếp Tây Hạp Sơn Đại Sơn là chúng ta đại sư huynh tu luyện, bất quá tại trước đây thật lâu đại sư huynh liền thành chấp sự thậm chí đang tranh thủ tấn thăng trưởng lão thượng ngọc nhường chỉ một tòa gần với tây hạp sơn đại sơn nói ra phía trên này mỗi ngọn núi đều dùng động phủ sao tây môn hạo hỏi ừm mỗi tòa đều có có sư huynh sư tỷ rời đi không xuống tới liền sẽ bị mới tới sử dụng tương đối mà nói hết sức tự do dạ ngọn núi kia liền là động phủ của ta đến lúc đó các ngươi hồi trở lại đi thăm sư phụ một chút cho tư liệu phía trên đều có ghi chép còn có Ba ngày sau đừng quên trở về dự tiệc, chân chính nhận thức một chút chúng ta Tây Hạp Sơn các đệ tử. Sư Tôn nói, đến lúc đó sẽ có mấy cái trở thành chấp sự sư huynh sư tỷ tới, còn có một số làm nhiệm vụ cũng sẽ trở về. Thượng Ngọc đang cùng Tây Môn Hạo đám người dần dần quen thuộc về sau, loại kia bài xích khí tức càng ngày càng ít. Nhớ kỹ sư huynh, tạ ơn. Tây Môn Hạo phát hiện cái này Thượng Ngọc cũng không là chán ghét như vậy, vẻn vẹn làm là sư huynh, siết chặt hợp cách. Ha ha còn có một chút sư huynh phải nhắc nhở các ngươi, sư tôn đối chúng ta những đệ tử này yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, bằng không thì cũng sẽ không chỉ lấy 108 tên đệ tử, liền có 20 người không đạt được hắn hài lòng, bị trục xuất sư môn. Tây môn sư đệ cũng không thành vấn đề, chủ nếu như các ngươi hai cái. Nghe người ta nói, các ngươi là tây môn hạo sư đệ mang vào. Thượng Ngọc nhìn về phía ba bỉ cùng ba lạp, đây cũng không phải là bí mật gì. Mà lại dùng thu đồ để nghiêm ngặt nổi tiếng Tây Hiệp, vậy mà một lần thu ba cái, không có chuyện ấn ở bên trong có quỷ mới tin. Ba lạp cùng ba bỉ bị nói đến khuôn mặt nhất biến, đây cũng là hai người bọn họ lo lắng nhất. Ha ha ha, sư huynh hướng đi, này hai tỷ muội thực lực ta hiểu rõ, không có vấn đề. Nhất là tiểu ba bỉ, 13 tuổi liền nhị tinh thánh nhân, nếu không phải không thích giết người, cũng sẽ không tại lần luyện tập này bên trong bài danh thấp. Mà lại, chúng ta một mực tại tổ đội, đầu của các nàng đều cho ta. Tây Môn Hạo vội vàng làm hai nữ nói rõ lý do, dù sao về sau tại đây Tây Hạp Sơn, ba người bọn hắn là thân cận nhất. Ha ha, sư đệ bây giờ nói cái này đã có thể gắn liền với thời gian còn sớm. Tốt, không nói nhiều, ta giới thiệu cho các ngươi một chút từng cái đại sơn đi. Thượng Ngọc xóa khai chủ đề, trực chỉ phía dưới đại sơn giới thiệu. Tây Môn Hạo thì là hút xì gà, nghe, nhìn xem. Nhưng ba lạp cùng ba bỉ, bây giờ lại không có trước đó hảo tâm tình. Song Tử Sơn, là hai ngọn núi lớn nửa phần dưới nối liền cùng nhau đại sơn nên tên là sông tử sơn đương nhiên kỳ thật nói nó là sông ru phong càng là thích hợp nhưng lại lộ ra thô tục cho nên đều xưng là sông tử sơn kỳ thật tại tây môn hạo trên không trung thấy hai tòa nửa phần dưới nối liền cùng nhau đại sơn về sau cái thứ nhất nghĩ tới liền là một đôi hung khí thậm chí còn nhịn không được nhìn ba lạp liếc mắt đối phương hung cơ đến là rất giống nơi này sư đệ hai vị sư muội Song tử sơn đến bên trái này ngọn núi có một cái động phủ bên phải là hai cái nối liền cùng nhau động phủ là đã từng hai vị quan hệ rất tốt sư tỷ thành lập đáng tiếc một vị sư tỷ đã qua đời một vị sư tỷ đã trở thành chấp sự thượng ngọc trực tiếp mệnh lệnh bạch điểu đứng tại sông tử sơn phụ cận vừa vặn có thể cho ba người thấy ba cái động phủ sư tôn nghĩ tốt chu đáo a à. tỷ tỷ chúng ta đi bên phải một người một cái ba bỉ chỉ bên phải đại sơn tại ở gần đỉnh núi vị trí có hai cái sánh đôi động phủ cửa hang ha ha ngươi cao hứng liền tốt đi đi xem một chút ba lạp ôm lấy ba bỉ sau đó thả người nhảy xuống chim lớn giống như sao băng hướng về phía dưới rơi đi ha ha hai vị này sư muội vẫn là tính tình nóng nảy sư đệ làm sao có cần hay không đưa ngươi xuống dưới thượng ngọc cười nói cám ơn sư huynh chính ta có thể làm đúng nhỏ chút lòng thành không thành kính ý tây môn hạo lấy ra một hộp xì gà nhét vào thượng ngọc trong tay sau đó thả người nhảy xuống hắn chính là người như vậy người kính ta một thước ta còn người một trượng thượng ngọc xem trong tay hộp sau đó mở ra xem không khỏi cười ha ha người tiểu sư đệ này quả nhiên không hổ là sống nhiều năm lão quái vật một bộ này chơi còn hết sức lưu bành tây môn hạo rơi vào một khối nham thạch to lớn bên trên hạ xuống lực lượng lệnh nham thạch đều xuất hiện vết rách ngẩng đầu nhìn lên không khỏi một hồi kinh ngạc tán thán phía trên xem sông tử sơn rất nhỏ nhưng ở nơi này xem lại liếc mắt không nhìn thấy đầu liền động phủ đều không nhìn thấy quay đầu nhìn thoáng qua bên phải đã không nhìn thấy ba lạp cùng ba bỉ thân ảnh mặc dù hai tòa tên núi làm sông tử sơn nhưng cách xa nhau khoảng cách nói ít cũng có bảy tám dặm a à, tây môn hạo bỗng nhiên đối bên phải hô một cuốn họng Uy, lão gia gia có thời gian tới làm khách ba bỉ thanh âm theo địa phương xa xôi vang lên. Hống hống hống, trong núi vậy mà vang lên dùng một hồi thú trống, thậm chí còn có một số chim chóc bay lên. Lập tức, nhường ban đầu an tĩnh sông tử sơn trở nên náo nhiệt. Được, Tây Môn Hạo hô một cuốn họng, sau đó tốc độ cao hướng về đỉnh núi chạy đi. Mặc dù không bay được, nhưng cũng là người nhẹ như yến, một cái nhảy vọt liền là vài mét thậm chí mười mấy mét, thậm chí mấy chục mét. Rất nhanh, Tây Môn Hạo thả người nhảy lên, nhảy tại một cái trên bình đài, bên trong là một tòa động phủ cửa vào, giam giữ thạch môn, không có cấm chế, mà lại trên cửa đá còn rơi xuống rất nhiều tro bụi, cùng tay hạp động so sánh, động phủ này nhỏ rất nhiều, cửa vào cũng rất nhỏ. Oa oa oa, một tiếng quái khiếu vang lên. Tây Môn Hạo ngẩng đầu nhìn lại, tại cửa vào phía trên đứng đấy một mực hắc điểu, tự như là một cái cỡ lớn quạ đen. Oa oa oa. Cút, cũ rủ. Tây Môn Hạo dưới chân đá một cước, đá lên một cục đá, thẳng đến cái kia hắc điểu mà đi. Hắc điểu phản ứng vẫn rất lĩnh mệnh, trung rẩy cánh bay đi. Mẹ nó, xem ra vị sư huynh này là treo A. À. Tây môn hạo cảm giác vô cùng ủ rũ, thậm chí cảm giác chỗ này nhiệt độ không khí có chút lạnh. Đi tới trước cửa đá, hai tay đẩy, đẩy ra thạch môn, lập tức một hồi hàng phong kéo tới, không khỏi rùng mình một cái. Trong động phủ rất là u ám, rất nhiều bài trí cũng rơi đầy tro bụi, mãi đến ánh mặt trời chiếu thật lâu bên trong nhiệt độ mới có chỗ tăng trở lại mẹ nó cũng không biết đến quét một chút không tây môn hạo nhìn xem lớn như vậy động phủ bẩn thỉu nhìn không được mắng một câu bất quá ngẫm lại cũng là bình thường trở lại này tây hạp sơn mạch ngoại trừ một cái sư phụ còn lại tất cả đều là đệ tử liền cái sai sử người đều không có ai môi cầu làm sạch sẽ tây môn hạo ném ra môi cầu sau đó liền rời đi động phủ hô trong động phủ bỗng nhiên cuồng phong gào thét chỉ thấy nho nhỏ môi cầu đang run rẩy cánh mang theo trận trận hắc phong nắm trong động bụi đất tất cả đều thổi ra tới chỉ thấy cửa động khói bụi tựa như náo muốn một dạng bắn ra rất là quỷ dị ngược lại nơi này cũng không ai tùy tiện chính mình làm sao giày vò đi lần nữa vung tay lên hành cách nhị tướng xuất hiện sau đó chui vào trong động phủ trong động lách cách loạn hưởng phi thường náo nhiệt Tây Môn Hạo tự ở cửa hang bên cạnh trên vách đá, điểm một điếu xi si gà, sau đó lấy ra cái tay hiệp cho túi. Là một cái cấp thấp túi không gian, cùng thiên tinh lan cho cái chủng loại kia không sai biệt lắm, nhưng bên trong đồ vật lại nhiều rất nhiều. Thánh tinh tệ, 2000. Nhất giai tinh lực cầu 50 viên. Nhất giai cường hóa thạch 50 viên. Một cái ngọc giản, một cái to bằng móng tay chip thông minh, còn có một cái cỡ nhỏ máy móc chim. Thánh tinh tệ chờ so cung chủ thiên tinh lan cho nhiều gấp đôi, đây cũng là thân truyền đệ tử phúc lợi. Phải biết, một cái tiểu gia tộc thiếu gia, trên thân cũng không có có nhiều đồ như vậy, đây cũng chính là vì cái gì người người đều muốn chèn phá đầu tới môn phái. Càng là đang mong đợi bị đại môn phái trưởng lão thu làm đệ tử, này đại ngộ so thế lực nhỏ thiếu gia tiểu thư đại ngộ đều tốt. Tây môn hạo đem thánh tinh tệ, tinh lực cầu, cường hóa thạch thu vào không gian tùy thân. Sau đó theo trong bao vải lấy ra cái kia cái ngọc giảng, đặt ở cái tráng. Oanh, một cổ khổng lồ tin tức tràn vào trong óc nguyên lai like là tây hiệp lấy làm liên quan tới thánh nhân thánh đồ đến thánh sứ tu luyện tâm đắc đây cũng là hắn làm vi sư tôn đối đệ tử trợ giúp lớn nhất bất quá cũng giới hạn vua thánh làm phía dưới đằng sau không có có lẽ là sau khi đột phá mới cho có lẽ là muốn đích thân đi thỉnh giáo có lẽ là tại kiểm nghiệm nếu như trong lúc đó có những bảo vật này cùng tâm đắc tu luyện còn không đạt được hắn hài lòng những người này sẽ bị trục xuất sư môn Bành! Ngọc giảng lại đem tất cả nội dung truyền thâu đến trong ốc về sau, liền trong nháy mắt biến thành bột phấn, dạng này cũng phòng ngừa tiết ra ngoài. Tây môn hạo nhắm mắt lại nắm vừa mới tiếp nhận tri thức tại trong đầu qua một lần, sau đó liền lấy ra khối kia chip thông minh. Tiểu tiểu hề, này làm sao dùng? Tây môn hạo trong lòng hỏi. Hồi chủ nhân, đem chip đặt ở trí năng vòng tay bên trên là có thể. Tây môn hạo đem chip bỏ vào, bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, chip vậy mà biến mất. Ngay sau đó, Tây Môn Hạo trước mắt bắn ra một cái màn sáng, phía trên vậy mà toàn bộ là Tây Hạp Sơn Mạch đệ tử tư liệu. Đương nhiên, chẳng qua là đơn giản tư liệu, tính danh, giới tính, chủng tộc, cùng với chỗ động phủ. Tất cả tư liệu, cũng bao quát chết đi, còn có bị đuổi ra sư môn. Ngoại trừ những tài liệu này, còn có Tây Hạp Sơn Mạch một chút quy củ, bao quát Tây Hiệp người sư tôn này không định kỳ kiểm tra, phát hiện không hợp cách đệ tử, trực tiếp đuổi ra ngoài những tài liệu này rất ít, trong chớp mắt liền nhớ kỹ trong đầu. Cuối cùng, lấy ra cái kia đồ chơi một dạng màu bạc chim nhỏ. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đê giai đơn sơ cơ quan điểu một cái. Cơ quan điểu, có thể lợi dụng tinh lực khống chế, tiến hành cự ly ngắn tầng trời thấp bay lượng. Độ cao không thể vượt qua ngàn mét, khoảng cách không thể vượt qua ngàn dặm. Vượt qua về sau, coi như tinh lực có khả năng chống đỡ, cơ quan điểu bản thân cũng không thể tiếp nhận. A nha ta đi, còn có thứ này. Tây môn hạo xem trong tay đồ chơi một dạng màu bạc chim nhỏ, không khỏi thấy một hồi kỳ lạ. Cái đồ chơi này tạm được, hẳn là Tây Hiệp làm, có vài người sẽ nghiên cứu một chút cơ quan thuật, bất quá cũng chính là tại đây Tây Hạp Sơn Mạch sử dụng, đi ra vẫn là tinh du khí. Hề hề làm tại Tây môn hạo bả vai. Hắc hắc, thử một chút. Tây môn hạo một cổ tinh lực đánh vào cơ quan điểu. Ông, cơ quan điểu trong nháy mắt sáng lên một hồi hào quang, biến thành một đầu 2 mét lớn nhỏ một đầu màu bạc chim lớn. Trên người kim loại cảm giác rất nặng, khớp nối cũng rất rõ ràng, nằm rạp trên mặt đất, tựa như cái chơi diều một dạng. Tây Môn Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV thả người nhảy lên, cũng chính là một người, hai người đều có chút chen. Cơ quan điểu trên lưng không có bất kỳ cái gì có khả năng bắt lấy trên mặt đất, dưới chân cũng rất trơn. Nếu Tây Hiệp có khả năng chế tạo dạng này cơ quan điểu, khẳng định không quan tâm làm cái lan can loại hình nhưng bây giờ không có, vậy khẳng định đối phương chính là muốn nhiều người sử dụng nó luyện tập một thoáng cân bằng. Trong lòng hơi động, dưới chân một cổ tinh lực đưa vào cơ quan điểu trên thân, lần nữa khẽ động, cơ quan điểu rung rẩy cánh chậm rãi bay lên, tốc độ không nhanh. Tây môn hạo thân thể thoáng qua, kém chút rớt xuống, nhưng rất nhanh liền lợi dụng tinh lực ổn định thân hình. Ha ha ha, thú vị, đi. Trong lòng hơi động, cơ quan điểu trong nháy mắt bay ra ngoài, thẳng đến ba lạp tỷ Mụi động phủ mà đi ba lạp cùng ba bị động phủ tại sông tử sơn phải trên núi hai cái lỗ phủ gấp kề cùng một chỗ một cái đào bới bình đài hai cái cửa hang mà lại bên trong vẫn là tương thông từ bên ngoài nhìn qua cũng gần như tây môn hạo khống chế cơ quan điểu hạ xuống nhìn xem hai cái đóng chặt thạch môn động phủ hơi nhếch khóe môi lên thu cơ quan điểu sau đó đi tới bên trong một cái động phủ trước cửa đá đưa tay dùng sức gõ gõ đông 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 Tiểu muội muội A Gia, giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, để cho ta tiến đến, nhanh lên mở một chút. Ầm ầm, thạch môn mở ra, Tây Môn Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tôn thiết tháp chặn ánh mắt. Làm cái gì? Ba Lạp cúi đầu nhìn xem Tây Môn Hạo, vẻ mặt bất thiện, chủ yếu là vừa mới đối phương hát có chút không biết xấu hổ. Không tìm ngươi, tìm ba bỉ muội tử. Tây Môn Hạo trực tiếp theo Ba Lạp dưới nách xuyên qua, tiến nhập động phủ này xem xét không sao trong nháy mắt ước ao ghen tị chỉ thấy động phủ trang trí tinh mỹ rộng rãi sáng ngời hơn nữa còn hai cái nối liền cùng nhau ở giữa có cái cổng vòng đi qua đồng dạng là sáng ngời sạch sẽ động phủ mà lại hai tỉ muội còn bày xong thịt rượu chuẩn bị chúc mừng đâu hoặc nhìn vô cùng hiện tại vừa nhìn liền biết động phủ này lúc tiến vào cự thạch sạch sẽ mẹ nó vì cái gì động phủ của ta muốn đánh quét tây môn hạo hâm mộ hỏng lão gia gia Động phủ của ngươi muốn đánh quét sao? Ta đi hỗ trợ. Ba bị đứng dậy liền muốn rời khỏi động phủ. Không cần, môi cầu mang theo hai cái khôi lỗi quét dọn đâu, vừa vặn, không có việc gì uống một chén đi. Tây môn hạo hết sức không khách khí ngồi ở trước bàn. Hai nữ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đều là bởi vì Tây môn hạo. Thậm chí có thể nói, không có Tây môn hạo, các nàng có lẽ liền sẽ mệnh tan thí luyện tinh. Lão gia gia, tới nếm thử, này đều là quê nhà chúng ta mỹ thực cùng rượu ngon, một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi. Ba bị khách khí làm Tây Môn hảo gấp thức ăn rót rượu, nhu thuận không được. Ba Lạp liếc qua muội muội của mình, đối phương cái gì kế vặt, nàng mơ hồ có chút hiểu rõ. Tây Môn Hạo, chuyện lần này, cảm ơn ngươi. Ba Lạp bưng chén rượu lên, kính một thoáng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mặc dù nàng không phải hết sức ưa thích Tây Môn Hạo, nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Hắc hắc. làm sao tạ a à? dùng thân khụ khụ coi như ta không nói tây môn hạo nhìn xem ba lạp so với chính mình còn tráng thân thể vội vàng dời đi chủ đề hận không thể rút miệng của mình thói quen này cũng không tốt đều chẳng phân biệt được người ngươi muốn nói cái gì ba lạp nghi ngờ hỏi không có gì đến uống rượu chúc mừng chúng ta gia nhập thiên thánh cung hai vị sư muội sư huynh mời các ngươi tây môn hạo vội vàng ngắt lời nếu như Ba Lạp kịp phản ứng, thật đồng ý, cái kia mình rốt cuộc là thu hay là không thu. Ha ha ha. Lão gia gia sư huynh, sư muội kính ngươi. Ba Bỉ cười hì hì bưng chén rượu lên. Lão gia gia sư huynh, được a. À. Tây Môn Hạo im lặng, nhưng vẫn là bưng chén rượu lên. Ha ha ha. Xưng hô thế này tốt. Lão gia gia sư huynh, Ba Bỉ, ngươi lại xảo trá. Ba Lạp cười vuốt vuốt Ba Bỉ tóc. Tỉ tỉ ba bị có chút tức giận mắng nhìn ba lạp liếc mắt ha 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 tới uống rượu ta chính là tới xem một chút chà chà thật hâm mộ các ngươi nơi này a à. tây môn hạo bưng chén rượu vẫn nhìn toàn bộ động phủ trong lòng cái kia hâm mộ a à. thế là ba người nâng cốc ngôn hoang cũng là ba người lần thứ nhất tụ hội tâm tình uống rượu trò chuyện tây môn hạo bên kia động phủ cũng bị môi cầu cùng hanh cáp nhị tướng quét sạch sẽ Tây môn Hạo thông qua hanh cáp nhị tướng nhìn rõ ràng, phát hiện cái kia động phủ sau ba lạp cùng ba bị lớn hơn nhiều, cơ hồ là hai người bọn họ động phủ tổng cộng hai phần ba, mà lại quét sạch sẽ về sau mới phát hiện hết thảy bài trí, đồ dùng trong nhà, chờ cái gì cần có đều có, chỉ là không có sử dụng tránh bụi phát trận, rơi xuống rất nhiều cho bụi thôi. Kết thúc ngắn buổi tụ hội, Tây môn Hạo về tới chính mình thu thập sạch sẽ động phủ, nằm tại động phủ trên giường đá nhìn xem đỉnh chóp mấy khỏa phát sáng hạt châu, một khỏa thủy chung nổi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống. Theo đột phá sáng thế đến bây giờ, hắn tâm vẫn luôn là treo lấy, nhất là đến thí luyện tinh, từ đầu tới cuối duy trì lấy khẩn trương cao độ. Mãi đến tại thiên thánh cung đặt chân, hắn mới tính là chân chính an ngừng tạm tới. Có thể là, hắn vẫn là thấy một trận lo lắng, hoặc là nói là cô độc. Hắn nghĩ các lão bà, nhớ nhà người, cũng muốn tiểu cơ ba người bọn hắn không biết ba tên kia có hay không tới đến thánh vực, dựa theo bọn hắn ngay lúc đó tu vi, đi tới thánh vực có làm sao bây giờ, có thể không có thể còn sống sót. Bất quá có cơ vô bệnh tại, hắn dù sao cũng hơi yên tâm, dù sao cái tên kia là cái biết coi bói tính toán yêu nghiệt. Suy nghĩ miên man, mí mắt càng ngày càng nặng, khẩn trương cao độ về sau, khiến cho hắn lần thứ nhất có thật sâu cảm giác mệt mỏi, rất muốn chân thật ngủ một giấc. Rất nhanh, Tây Môn Hạo tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, hắn thấy được người nhà của mình, xem đánh chính mình hạo thiên giới. Hạo thiên giới đang ở thần khôi chú ý xuống tốc độ cao phát triển, xuất hiện từng vị cường giả, hạo thiên giới càng ngày càng phồn vinh. Ngay sau đó, hắn mơ tới cơ vô bệnh, ma lân, địa long ba người. Ba người bọn họ tại một cái vực sâu vô tận bên trong, trên thân cột xiền xích, im ắng kêu gào, giống như rất thống khổ bộ dáng. Tiểu cơ, ma lân, bì bì long, tiểu cơ, không muốn a. À tây môn hảo quát to một tiếng đột nhiên theo trên giường đá ngồi dậy đầu đầy mồ hôi nhìn trừng trừng lấy phía trước lồng ngực tốc độ cao phập phồng hồi tưởng đến giấc mộng mới vừa rồi cảnh khiến cho hắn không khỏi một hồi tim đập nhanh phản đều là phản mộng đều là phản bíp chủ nhân ngài có ba cái nhắn lại trên cổ tay trí năng vòng tay vang lên tiểu tiểu hề thanh âm nhắc nhở kết nối lão gia gia sắp tụ hội đừng quên nha lão gia gia lập tức sẽ tụ hội ngươi làm sao còn chưa hề đi ra tiểu sư đệ cho các ngươi cử hành hoang nghênh hội liền muốn bắt đầu đừng quên nha hai cái nhắn lại đều là ba bỉ lưu cho mình tụ hội họa tàu ta ngủ mấy ngày tây môn hạo theo trên giường đá nhảy xuống tới hồi chủ nhân đã ba ngày tụ ngay lập tức sẽ bắt đầu đông 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 lão gia gia ngươi đang làm gì mở cửa nhanh a à. động phủ thạch môn bỗng nhiên bị gõ vang Ba bỉ thanh âm lo lắng vang lên. Tới rồi. Tây môn hạo vội vàng thu thập tâm tình một chút, sau đó vung tay lên, động phủ cửa đá bị mở ra. Ba lạp tỉ muội ngay tại cửa hang. Quy. Tây môn hạo. Đây chính là sư tôn triệu tập các đệ tử làm chúng ta dơ lên hoang nghênh hoang nghênh. Ngươi sẽ không quên a. À. Ba lạp trắng tại cửa ra vào hỏi. Tây môn hạo lắc đầu, điểm một điếu xì si gà, thật sâu hút một miệng lớn. Lúc này mới tinh thần rất nhiều. Đi thôi không phải còn chưa có bắt đầu sao nhanh lên lão gia gia thượng ngọc sư huynh đã thúc giục ta nhiều lần ba bỉ đưa tay nắm lên tây môn hạo thủ đoạn sau đó kéo ra khỏi động phủ đi ba bỉ ba lạp đưa tay đem hai người tách ra cái này hộ muội cùng ma đối tây môn hạo phòng bị rất lớn về phần ngươi sao tây môn hạo có chút im lặng cái này kim cương muội tử phòng bị tâm lý quá mạnh tây môn hạo ngươi đức hạnh gì tâm lý không có điểm số sao Ba lạp đối với Tây môn Hạo, từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu não tỉnh táo. Được a, à, đi. Tây môn Hạo tế ra cơ quan điểu, sau đó bước lên. Ba lạp tỉ muội cũng tế ra cơ quan điểu. Ba người ba chim hóa thành ba đạo quan mang thẳng đến Tây Hạp Sơn mà đi. Tây Hạp Sơn hôm nay rất náo nhiệt, mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng đối với một mực vắng ngắt Tây Hạp Sơn mạch tới nói, hôm nay xem như mấy năm gần đây náo nhiệt nhất một lần. Tại Tây Hạp trong động trưng bày một tấm to lớn dài hình bàn đá, cùng mấy chục thanh ghế đá. Cái bàn vị trí cao nhất ngồi mặt lộ vẻ vui mừng Tây Hiệp, hai bên là hơn 30 tên Tây Hạp Sơn đệ tử, trong ba ngày này, lại có tầm 10 tên đệ tử chạy về. Tây Môn Hạo cùng ba lạp, ba bỉ ngồi ở Tây Hiệp đối diện, ba người sánh đôi ngồi tại một mặt, cũng đại biểu cho ba người bọn hắn địa vị. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội Trên bàn đá trưng bày một chút trái cây cùng với rượu ngon, không có nấu nướng thức ăn, bởi vì tây hiệp là cái cực kỳ ít ham muốn người ngoại trừ tu luyện phản phất bất cứ chuyện gì đều câu dẫn không tầm thường đối phương hứng thú bằng không thì một vị trưởng lão danh nghĩa làm một chút phổ thông đệ tử cùng với tạp dịch tới phụng dưỡng tuyệt không lạ thường tây môn hảo quét chúng đệ tử liếc mắt đại bộ phận đều biết chỉ có mười mấy không biết hoặc là nói là chưa thấy qua nhưng ở tây hiệp cho trong tư liệu từng chiếm được những người này tin tức bên trong một cái đưa tới chú ý của hắn một tên tướng mạo tuấn lãng, rất có hơi ép nam tử trung niên. Cái này người không là người khác, chính là hình nguyệt cái kia đại nương nhóm lão tử, phàn thần. Đồng dạng, phàn thần cũng đang quan sát Tây Môn Hạo, hắn đã sớm tại sư huynh đệ nơi đó đạt được tin tức, lần này bái vào môn hạ, có một vị tiểu lão thôn quê. Phàn thần, đi tới thánh vực hơn 200 năm, lại là bác tinh thánh sứ Tu Vi, cũng là một vị tu luyện kỳ tài. Chúng đệ tử, vì sư mới thu ba cái đệ tử chắc hẳn các ngươi cũng đều biết a. À. Hôm nay, xem như cho ba người bọn hắn cử hành hoan nghênh hội, hoan nghênh mới người nhà gia nhập Tây Hạp Sơn Mạch đại gia đình này. Tây Hiệp tới một đoạn lời dạo đầu, sau đó nhìn về phía Tây Môn Hạo ba người nói. Ba người các ngươi nhớ kỹ, so sánh những trưởng lão khác môn hạ, chúng ta Tây Hạp Sơn là một cái đại gia đình, đều là dùng gia đình tương xứng, cho nên các ngươi ba cái phải nhớ kỹ, bọn hắn không chỉ là sư huynh của các ngươi, sư tỷ càng là người nhà của các ngươi hiểu chưa hiểu rõ tây môn hạo ba người đứng dậy đáp tây hiệp nhẹ nhàng một phút bánh quai chèo râu ria hài lòng nhẹ gật đầu tốt hiện tại yến hội bắt đầu chúng đệ tử có khả năng nói thoải mái tùy tiện ăn uống vi sư sẽ không quấy rầy các ngươi tây hiệp nói xong liền trực tiếp tan biến tại trên ghế bởi vì hắn biết mình tại chúng đệ tử sẽ rất khẩn trương cũng không cách nào nói thoải mái quả nhiên tây hiệp vừa rời đi tràn diện trong nháy mắt náo nhiệt mọi người nói thoải mái nói chuyện với nhau thật vui nhất là cái kia mười mấy vừa mới làm nhiệm vụ trở về người bị bên trong đệ tử lôi kéo hỏi lung tung này kia đến mức tây môn hạo bọn hắn này ba cái người mới có chút bị vắng vẻ dù sao cũng là thật không quen a à. bất quá vẫn là có người đi lên chủ động nói chuyện với nhau bất quá đại bộ phận là chạy ba bỉ đi cái kia tiểu la lị thật là đáng yêu Tây Môn Hạo cũng có một hai cái sư tỷ tới hỏi han ân cần, dù sao hắn cũng là tiểu soái ca, càng là phá vỡ thí luyện tinh ghi chép tiểu yêu nghiệt, đến mức ba lạp. Được a, à, cái này kim cương muội tử, triệt để ngồi ghẻ lạnh. Thánh vực không chỉ có là một cái xem tu vi thế giới, vẫn là một cái xem mặt thế giới. Tây Môn Hạo đúng không? Uống một chén. Phàn thần bưng chén rượu xuất hiện tại Tây Môn Hạo trước mặt. Tây Môn Hạo cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phàn thần không tìm hắn đó mới là ngoài ý muốn. Sư huynh, sư đệ uống trước rồi nói. Nói xong, bưng chén rượu lên làm. Ha ha ha, phàn sư đệ, ngươi vị này tiểu lão thôn quê có thể là ngư nhân A. 120 cái đầu người. Chà chà, ngươi năm đó nhiều ít cái. Một người sư huynh cũng tới tham gia náo nhiệt, quả thực không có có nhãn lực. Phàn thần khóe mắt giật một cái, không có trả lời người sư huynh kia, bởi vì cái này vấn đề hết sức xấu hổ. Nói chuyện, hắn có thể tới thiên thánh cung, cũng may mà năm đó một vị đi đón người chấp sự là Tây Hiệp đệ tử, xem như đi cửa sau. Mà vị tiểu sư đệ này, đồng dạng là một chỗ phi thăng vãng bối, đây chính là chân chân thật thật mạnh a à, Tây môn hạo người nào, liếc mắt liền nhìn ra phàn thần xấu hổ, vội vàng cười to nói. Ha ha ha, phàn sư huynh, muốn nghe hay không nghe ngươi con gái hình nguyệt sự tình. Hình nguyệt, ngươi, các ngươi nhận biết, phàn thần giọng điệu cứng rắn nói ra miệng liền hối hận chính mình chân thực đần a à. người ta nếu theo thần vực tới sao có thể không biết hinh nguyệt đâu kỳ thật cũng không trách hắn dù sao hắn sáng thế thời điểm tây môn hạo vẫn là một giọt chất lỏng ai biết sẽ có như thế một cái yêu nghiệt a à. dùng mấy trăm năm thời gian làm càng làm bậy theo một người bình thường làm đến thánh vực ha 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 đâu chỉ nhận biết a à. đi thôi qua bên kia tây môn hạo trực tiếp bưng lên một cái bầu rượu thẳng đến trong động phủ một cái nhỏ trước bàn đá vương mình không kịp chờ đợi bưng chén rượu đi theo nắm vị sư huynh kia phơi tại một bên có chút nhỏ xấu hổ tiểu sư đệ ta nhà nguyệt nhi hiện tại thế nào biết nàng lúc nào đột phá sáng thế sao phàn thần vừa mới ngồi xuống về sau liền không kịp chờ đợi hỏi mặc dù hắn thời điểm ra đi đều không có nói cho hinh nguyệt nhưng dù sau đó là hắn thân nữ nhi phàn sư huynh đừng vội Hình Nguyệt rất tốt, đoán chừng không bao lâu liền có thể đột phá sáng thế. Tây môn hạo tính toán, dựa theo hình Nguyệt tư chất, có lẽ không tới bao lâu là có thể đột phá. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ai? Năm đó ta rời đi thời điểm cũng không có nói cho nàng. Ngẫm lại thật là có điểm có lỗi với nàng. Đúng, phiền thần quốc hiện tại hoàn hảo sao? Phiền thần quốc, ừ, không có. Tây môn hạo không có nói láo, dù sao đối phương về sau nếu là biết mình lừa hắn sẽ ảnh hưởng sư huynh đệ ở giữa tình cảm không có làm sao không có phàn thần bỗng nhiên đứng dậy cái kia dù sao cũng là hắn một tay chế tạo thần quốc a à. từng ta làm không có ngươi sư huynh đừng hiểu lầm là hinh nguyệt chủ động từ bỏ năm đó thú thần tạo phản tây môn hạo đem chuyện năm đó tự nói một lần bất quá ở giữa đổi nhúc nhích một chút đổi thành phiền thần quốc kém chút bị thú tộc diệt là chính mình ngăn cơn sóng dữ dẹp yên chiến loạn mà Hinh Nguyệt mong muốn đột phá sáng thế, lại không có thích hợp tiếp ban nhân tuyển, chính mình liền cố mà làm, thay hoàng vị, lại là một cái nửa thật nửa giả hoang ngôn, coi như về sau đối phương biết, cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao, không có chính mình, Hinh Nguyệt đừng nói giữ được quốc gia, liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Phàn thần nghe sắc mặt biến đổi bất định, chính mình chế tạo quốc gia, tựa như là con của mình, cứ như vậy không có, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đây là tại thánh vực tu luyện hơn 200 năm, nếu là thả trước kia, càng là khó mà tiếp nhận. Ai? Khổ cái đứa bé kia. Nghĩ năm đó ta dục có tứ tử một nữ, cũng chỉ có Nguyệt Nhi tư chất cao nhất, sớm nhất đột phá thần đế. Bất quá, tiểu sư đệ, xem ngươi cốt linh bất quá mấy trăm tuổi, mà lại ta trước khi rời đi cũng chưa nghe nói qua tên của ngươi, ngươi là tu luyện thế nào? Còn có, nghe nói ngươi là Tây Nhai Hiệp Đồ Đệ. Phàn Thần đối cái này tiểu lão thôn quê là tràn ngập tò mò, thậm chí hận chính mình rời đi sớm, không nhìn thấy một cái kỳ tích sinh ra. Hắc hắc, Phàn sư huynh, ta chính là như vậy tu luyện thôi, tư chất tốt, không có cách nào. Đúng, ngươi có thể nói cho ta một chút thánh vực sự tình sao? Tỷ như những tài liệu kia bên trên không có. Tây Môn Hạo sở dĩ tốn sức miệng lưỡi cùng Phàn Thần chấp nối, cũng có mục đích của mình, vậy được rồi, hiểu một thoáng chân chính thánh vực. Dù sao một ít chuyện là sẽ không xuất hiện tại trên tư liệu ha 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 dĩ nhiên không thành vấn đề dạng này chờ sau khi kết thúc ngươi đi động phủ của ta chúng ta thật tốt nói chuyện ta ở thế nào ngươi hẳn phải biết a à? phàn thần sảng khoái đáp ứng ha 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 dĩ nhiên biết đến lúc đó khẳng định trở về quấy rầy một phen tây môn hạo tâm tình cực kỳ vui mừng tiểu sư đệ đi sư huynh dẫn ngươi đi nhận thức một chút hắn sư huynh sư tỷ của hắn phàn thần kéo lên một cái tây môn hạo thẳng đến đám người muốn vì tây môn hạo giới thiệu mấy cái quan hệ không tệ các sư huynh sư tỷ dạng này sẽ vì tây môn hạo sau này phát triển được đến trợ giúp trận này hoan nghênh hội kéo dài một ngày vì chính là nhường mọi người lẫn nhau quen thuộc cùng hiểu rõ tây môn hạo có phàn thần trợ giúp rất gần cùng này chúc các sư huynh sư tỷ đánh thành một mảnh lại thêm tư chất của hắn mạnh mẽ càng là yêu nghiệt tồn mới về sau chỉ có không nửa đường treo tuyệt bích là cái nhân vật. Cho nên, này chúc các sư huynh sư tỷ vẫn tính nhiệt tình. Mà ba bỉ cũng không tệ, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, người cũng có thể yêu, kết giao không ít sư huynh. Ba lạp cái này không may hài tử, nếu như không phải ba bỉ tồn tại, nàng liền triệt để thành nhỏ trong suốt. Một ngày hoan nghênh hội kết thúc, mọi người cắt hồi trở lại các động phủ tu luyện. Mà Tây Môn Hảo dứt khoát liền không có trở về, trực tiếp đi theo phàn thần đi đối phương động phủ, một trò chuyện liền là ba ngày. Ba ngày sau, Tây Môn Hạo trở lại động phủ của hắn, bắt đầu tiến hành lâu dài bế quan tu luyện. Hắn hiện tại có tinh lực cầu hơn 100 viên, cường hóa thạch cũng có 7 chục khối. Đầu tiên là lợi dụng cường hóa thạch, đem thiên cơ dù tăng lên tới cửu tinh, đến mức tất cả cường hóa thạch tiêu hao sạch sẽ, cái kia nhất cả trứng xác xuất thành công khiến cho hắn thấy buồn rầu. Có thu mua tinh hạch, môi cầu trong thời gian ngắn cũng không cần mua sắm tinh hạch. Thế là, một chủ một bột, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Sau 3 tháng, Tây Môn Hạo tiêu hao một nửa nhất giai tinh lực cầu, nhất cử đột phá lục tinh thánh nhân. Nói là 3 tháng, kỳ thực là 9 tháng, bởi vì hắn là tại gấp 3 thời gian gia tốc tinh du trong tòa thác tu luyện. Một năm sau, cũng chính là tinh du trong thác 3 năm. Tây Môn Hạo tiêu hao tất cả tinh lực cầu, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá thất tinh thánh nhân. Đáng tiếc, không có tinh lực cầu. Thời gian 3 năm luyện hóa tất cả tinh lực cầu, khiến cho hắn không sai biệt lắm tăng lên không đến hai sao, có thể nói đã để thánh vực hết thảy thiên tài vọng trần mạc tập. Nếu như không phải tinh lực cầu không đủ, đã đột phá, mà môi cầu cũng không có nhường Tây Môn Hảo thất vọng, đang ăn đi tất cả tinh hạch về sau, đột phá tứ tinh, lập tức sẽ đến ngũ tinh. Nếu không phải tinh hạch không có, mượn nhờ tinh du tháp thời gian gia tốc, ngũ tinh cũng không phải là không có khả năng. Cái này tiểu môi cầu, có thể nói tốc độ lên cấp tiêu chuẩn, không hổ là song ép tư chất. Tinh lực cầu không có, tinh hạch không có, cường hóa thạch cũng mất, chỉ có hơn một vạn thánh tinh tệ. Cho nên, Tây Môn Hạo chuẩn bị đi mua sắm, cũng là đi vào thiên thánh cung một năm sau, lần thứ nhất đúng nghĩa ra ngoài. Đương nhiên, hắn không sẽ tự mình đi, kêu lên hai cái tiểu sư muội là cái lựa chọn tốt, đoán chừng hai người tinh lực cầu cũng dùng cái không sai biệt lắm a. À. Đông đông đông, con thỏ nhỏ ai da, giữ cửa, an tĩnh thạch môn bỗng nhiên mở ra, ba lạp cái kia, vĩ ngạn, thân ảnh chặn tây môn hạo, sau đó bàn tay lớn nắm lấy tây môn hạo cánh tay, lách mình ra đến bên ngoài, đóng lại thạch môn. Chớ quấy rầy, muội muội ta đang tại đột phá tam tinh. Mẹ nó, ngươi, ngươi lại đột phá, gặp quỷ. Ba lạp như thấy quỷ một dạng nhìn xem tây môn hạo, đầu tiên là trong nháy mắt nhất tinh đến ngũ tinh, mà bây giờ lại là một năm ngũ tinh đến lục tinh, thậm chí nhanh thất tinh năm đó nàng theo nhị tinh đột phá tam tinh dùng trọn vẹn thời gian một năm như đồng dạng một năm nàng còn không có theo tam tinh đột phá đến tứ tinh rõ ràng tây môn hạo tốc độ có bao nhanh phải biết càng về sau cần tinh lực càng nhiều thăng cấp cũng càng ngày càng chậm ha ha kim cương muội tử hạo gia cỡ nào biến thái ngươi cũng không phải không biết không muốn sùng bái ca ca chỉ có thể để ngươi ngưỡng vọng tây môn hạo nhất lên chân đưa tay vỗ vỗ ba lạp bả vai không có cách đối phương quá cao ba lạp bị tây môn hạo đập đến một hồi nhe răng nhếch miệng liên tiếp lui về phía sau chết biến thái cùng ngươi cùng một môn hạ thật không biết là may mắn hay là không may tây môn hạo cười nhạt một tiếng điểm chi xì gà thật sâu hít một hơi đương nhiên là may mắn dạng này ngươi biết di động lực tràn đầy đúng ngươi mới vừa nói ba bị làm sao vậy nàng tại đột phá tam tinh không nên quấy rầy nàng ba lạp quay đầu nhìn thoáng qua động phủ làm muội muội của mình thấy cao hứng cùng tự hào. 14 tuổi tam tinh thánh nhân, tại thánh vực tuyệt đối là đỉnh tim tư chất. Cũng chính là ba bỉ không nguyện ý giết người, tại thí luyện tinh biểu hiện rất bình thường, bằng không thì coi như thứ tự không thật là tốt, cũng sẽ trở thành các đại gia tộc tranh đoạt đối tượng. Chà chà, tiểu ba bỉ là thật mạnh, đáng tiếc, tâm tính của nàng còn cần tôi luyện, quá nhát gan. Tây môn hạo tiếc hận lắc đầu, đó không phải là nhát gan, cái kia là thiện lương ba lạp phản bác được a à, tây môn hạo lười nhác cùng một tiểu nha đầu so đo ngay tại hai người tại ngoài động phủ nói chuyện phím thời điểm bên trong bỗng nhiên một hồi tinh lực gợn sóng ba bỉ thành công đột phá đến tam tinh thánh nhân xong rồi ba lạp đẩy ra động phủ môn chạy đi vào tây môn hạo theo sát phía sau vừa hay nhìn thấy ba bỉ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại ha 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 chúc mừng tiểu ba bỉ nhỏ chút lòng thành không thành kính ý tây môn hạo ném cho đối một hộp xì gà làm hạ lễ thật cảm tạ lão gia gia lão gia gia ngươi ngươi lại đột phá ba bỉ trên mặt vui sướng trong nháy mắt tan biến chính mình một năm nhị tinh đến tam tinh người ta một năm ngủ tinh đến lục tinh không sai biệt lắm thất tinh đơn giản không cách nào so sánh được ha 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 tiểu ba bỉ ngươi rất tuyệt không thể cùng hạo gia so tây môn hạo đưa tay nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ sau đó nhìn ba lạp nói ra Ba Lạp, ta chuẩn bị đi mua đồ, các ngươi có đi hay không? Mua sắm? Đi thì sao? Ba Lạp hỏi. Thiên Thánh Thành thôi. Đồ nơi đó nhiều, cũng rẻ nhất, liền là xa một chút. Tây Môn Hạo đã sớm nhìn kỹ, bất quá Thiên Thánh Thành tại Thiên Thánh Tinh một bên khác, khoảng cách rất xa. Thiên Thánh Thành a, thật xa, cơ quan điểu không được, làm công cộng tinh du khí vừa đi vừa về muốn hơn nửa tháng đây. Ba Lạp do dự, bởi vì nàng không có tinh du khí mà công cộng tinh du khí tốc độ quá chậm, càng là thường xuyên trên dưới người. Hắc hắc, ta có tinh du khí, nhị giai, có đi hay không? Tây Môn Hạo đã sớm muốn thử xem tinh du tháp, từ khi hợp thành về sau, một lần cũng không có bay qua. Cái gì? Ngươi ở đâu ra tinh du khí? Ba Lạp đối Tây Môn Hạo càng ngày càng hiếu kỳ, vừa tới liền có thánh tinh tệ còn chưa tính, mang cái thánh cấp sủng vật cũng có thể lý giải, có thể là lại còn có tinh du khí, đây không phải kéo mà. Hắc hắc, ta nhớ được ta nói với các ngươi qua, chúng ta vị diện đi qua một cái thánh vực cường giả là hắn cho ta. Tây Môn Hạo đã đem hết thảy chưa giải thích đồ vật ấn vào cái kia xui xẻo vệ thiên thân phận, này là tuyệt đối là một cái không có kẻ hở nói rõ lý do. Ngươi thật may mắn, tại sáng thế không gian tài nguyên, vậy mà so với chúng ta này chút dân bản địa còn nhiều. Ba Lạp không thể không bội phục Tây Môn Hạo vận khí. Ừm, lão gia gia, ngươi đơn giản liền là bậc hắc nha. Ba bỉ cũng là hâm mộ hai con ngươi tỏa ánh sáng. Ha ha ha, ba bỉ nói không sai. Hạo gia vẫn ở bậc hắc. Đi thôi, hạo gia mang các ngươi bay. Tây môn hạo càng ngày càng ưa thích hai cái này mùi tử, hoặc là nói là ba bỉ. Đến mức ba lạp. Được a, à, tại trên người đối phương độc dược chưa giải trước đó, hắn không làm cân nhắc, thậm chí coi như đối ở trước mặt hắn không có chút nào che chắn, hắn cũng đề không nổi nửa điểm hứng thú, thậm chí có muốn ăn vàng muộn gà cơm ý nghĩ đi tỉ tỉ, đi xem một chút lão gia gia tinh du khí. Ba bỉ lôi kéo ba lạp liền đi ra phía ngoài, khiến cho ba lạp không còn gì để nói. Đối với Tây Môn Hạo, nàng một mực ôm lấy cảnh giác, như vậy đối phương ban các nàng rất nhiều, thế nhưng sợ muội muội của mình bị gia hỏa này tàn phá. Hộ muội cùng ma, Hạo gia còn có thể ăn ngươi muội muội sao? Tây Môn Hạo nhìn xem ba bỉ bóng lưng, nói chuyện, thật đúng là nhịn không được có loại nghĩ đạp đổ xúc động. Lại nói, hắn thời gian khác thật lâu rồi ba người rời đi động phủ trước ngồi cơ quan chim rời đi tây hạp sơn mạch điểm này không ai ngăn cản ngươi tây hiệp căn bản cũng không quản đệ tử của mình lúc nào rời đi tương đối mà nói tây hiệp này nhất mạch là đệ tử tự do nhất nhất mạch nhất là giống ba người bọn hắn dạng này người mới lại vừa mới ban thưởng thánh tinh tệ càng là muốn mua sắm một phen kỳ thật ba người bọn hắn không cần rời đi tây hạp sơn mạch đồng dạng có thể mua được rất nhiều thứ bởi vì rất nhiều thứ có khả năng thông qua quan não mua sắm bởi vì mỗi người đều có thể lợi dụng chính mình quan não tiến vào giả lập mua sắm cũng chính là cái gọi là mua qua internet bất quá tại thánh vực mua qua internet không cần địa cầu đã thuận tiện lại tiện nghi tại thánh vực mua qua internet vô luận là tinh lực cầu cường hóa thạch các loại giá cả đều so với trước thực thể cửa hàng quý hơn nữa còn đều là một ngụm giá bởi vì thánh vực liên minh sẽ rút ra nhất định tiền thuê phí chuyên chở cũng rất đắt cho nên nếu như không là phi thường không tiện đó còn là tự mình đi một chuyến tốt không chỉ có thể nhìn một chút thiên thánh thành cũng có thể đãi đến không ít đồ tốt thậm chí có khả năng cò kè mặt cả ba người rời đi tây hạp sơn mạch về sau cơ quan điểu bay lượng khoảng cách cũng đạt tới cực hạn tây môn hảo phất tay tế ra tinh du tháp không có cửa khoang tinh du tháp vừa xuất hiện cái kia màu bạc bề ngoài lập tức đưa tới ba bỉ kinh ngạc tán thán. Khoa, mặc dù chỉ có nhị giai, nhưng nhìn qua thật là cao cấp nha. Ba bỉ nhìn xem tinh du tháp hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như nàng phải biết bên trong là gấp ba thời gian gia tốc, không biết có thể hay không ngoát mồm kinh ngạc. Bất quá các nàng là hiểu biết không đến, Tây Môn Hạo đã để tiểu tiểu hề đóng lại lần đầu tiên thời gian gia tốc. Lúc này ở trước mặt mọi người là một chiếc 10 mét màu bạc ba tầng bảo tháp, hiện tại tinh du tháp, vẻ ngoài có khả năng biến hóa thành không. 2 đến 20 mét, 10 mét, bất quá là tinh du tháp một nửa, nhưng này đã đủ rồi, này vẫn là vì không quá kinh thế hải tục nguyên nhân. Bằng không thì, Tây Môn Hạo trực tiếp có thể cho tinh du tháp dùng 20 điểm thể tích bay lượng, đoán chừng ánh mắt không tốt căn bản không nhìn thấy. Môn đâu? Ba lập chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt, cái kia chính là tại đây tinh du khí không có cửa. Ha ha ha, ta này tinh du tháp không muốn môn đến, đưa tay cho ta. Tây môn hạo đối hai nữ vương hai tay. Tốt a à. ba bỉ không có nửa điểm lưỡng lự bắt lấy tây môn hạo bàn tay lớn, cái kia mềm mại không xương cảm giác, thật không hổ là thủy tinh linh. Ba lạp do dự một chút, vẫn là vương bàn tay to của mình, bắt lấy tây môn hạo tay. Dời ạ, à. cái kìm sao? Tây môn hạo đơn giản theo thiên đường rất xuống địa ngục, ba lạp tay tựa như là một thanh kìm lớn, vậy cái kia dạng cứng rắn du lịch. Nhanh lên, cái kìm làm sao vậy ba lạp bị đâm tâm không khỏi bàn tay dùng sức nắm tay môn hạo trong tay ken két rung động ai yêu yêu đau tay môn hạo lại bắt đầu sái bảo bởi vì lực lượng của đối phương còn nắm không thương hắn khanh khách ba bị che miệng cười khẽ lộ ra rất vui vẻ ba lạp khuôn mặt đỏ lên nơi nới lỏng tay chủ yếu là tay môn hạo cái kia một tiếng đau kêu quá mẹ nó tiêu hồn đi thôi mang các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tin du khí, các ngươi hai cái nguyện ý không? Tây môn hạo nhìn xem hai nữ, nếu như đối phương không nguyện ý, chính mình là không mang vào đi, bởi vì trong này như trước kia cửu tầng thời gian tháp một dạng, trở ra chính mình là chủ nhân. Ân ân ân, ba bỉ đơn giản không có bất kỳ cái gì hoài nghi gật một cái. Ba lạp xem xét chính mình muội muội sản khoái như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, sau đó ba người trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ chui vào tinh du tháp tinh du tháp tầng thứ nhất hoa nga lão gia gia những vật này tất cả đều là cùng tinh du tháp cùng một chỗ sao ba bỉ nhìn xem đủ loại màu bạc đồ dùng trong nhà ngoại trừ hồ cá cùng đỉnh chóp đèn treo bên ngoài toàn bộ là màu bạc Ừm, lần này đi thiên thánh thành thuận tiện mua chút tấm thảm loại hình trải lên muốn hay không lên bên trên nhìn một chút a à, phía trên chơi rất hay nha không đi nơi này liền rất tốt Ba lạp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn như kim loại cảm giác cực mạnh ghế sofa, hết sức mềm mại, thậm chí không lạnh. Mà nàng vẫn cho là đây là kim loại, ai ngờ ngồi xuống sau trực tiếp hỏng vào, quả thực giật nảy mình. Ha ha ha, đây chính là chân thực ghế sofa, mềm vô cùng. Ngươi khối này, cẩn thận cho ta ngồi hỏng. Tây môn hạo xem buồn cười, trực tiếp ngồi ở quầy ba trên ghế, lấy ra một bình rượu ngon. Lúc này tinh du khí đã do tiểu tiểu hề khống chế thẳng đến thiên thánh thành, thậm chí liền hướng dẫn đều bớt đi. Ba lạp trên dưới giật giật, cảm giác vô cùng dễ chịu, nhìn không được nói ra. Không cần thiết thả cái gì chăn lông, kỳ thật cái này rất tốt mà lại dạng này đơn điệu màu sắc, hết sức thích hợp tu luyện. Ừm ừm, lão da da, này mặc dù nhìn như giống kim loại, thế nhưng tuyệt không lạnh, đơn giản so chăn lông còn dễ chịu. Ba bỉ cũng cảm thụ được ghế salon mềm mại còn có cái kia màu bạc bàn trà bóng loáng cùng nhàn nhạt mềm mại cảm giác chăn lông liền là vẻ vời thêm chuyện tây môn hạo điểm chi xì gà rót cho mình một chén rượu xác thực này mặc dù thoạt nhìn rất đơn giản điều nhưng lại có loại không nói ra được gọn gàng hai người các ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi đi ta đi phòng điều khiển nhìn một chút tây môn hạo chuẩn bị lên bên trên nhìn một chút dù sau này là lần đầu tiên rời cảng ta có thể đi sao ba bỉ dùng giọng thương lượng hỏi ha ha ta một hồi liền xuống tới. Tây Môn Hạo không có đồng ý, bởi vì đến phòng điều khiển liền sẽ dính đến tiểu tiểu hề, còn có thời gian gia tốc. Ồ, ba bỉ thất vọng ngồi ở trên ghế salon. Ba bỉ, đừng làm rộn, đến, tỷ tỷ xem xem tu vi của ngươi vững chắc không có. Ba lạp bắt lấy ba bỉ tay nhỏ, bắt đầu kiểm tra. Tây Môn Hạo thì là trực tiếp đi tới trước truyền tống trận, sau đó đến tầng thứ hai khu nghỉ ngơi, lại từ tầng thứ hai đi thẳng đến phòng điều khiển ngồi ở phòng điều khiển mềm mại một người sofa lớn bên trên bắt chéo hai chân cuốn chút trụ quất lấy tiểu yên đối diện trên màn hình lớn là rõ ràng hình vẽ chính là thiên thánh tinh bầu trời mà lại bay không phải rất cao có thể xem đến phía dưới phong cảnh ba dê tình cảnh được rồi chủ nhân soạt toàn bộ phòng điều khiển trong nháy mắt chỉ còn lại có hai cái ghế sofa ghế dựa còn có đằng trước trên màn hình một chút số liệu tất cả chướng ngại toàn bộ tan biến giống như bằng bỏ không hai cái ghế sofa ghế dựa một dạng. Ha ha, thú vị không? Hề hề nhảy ra ngoài, ngồi ở trên một cái ghế khác, điểm một nhánh điếu xì gà. Còn có khả năng đi, mấy ngày có khả năng đến thiên thánh thành. Tây môn hạo ực một hớp rượu, ngồi qua mấy lần tinh du khí, cho nên không có mới đầu mới lạ. Nhiều nhất ba ngày, đây là nhị giai, chờ đến thiên thánh thành, nếu có thích hợp tài liệu liền mua một chút, nắm tinh du khí tiến giai một thoáng, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hề hề đối tác phẩm của mình rất là tự ngạo, bởi vì này tinh du tháp, tuyệt đối là thánh vực phần độc nhất, không thể phỏng chế phần độc nhất. Liền mẹ nó hơn một vạn thánh tinh tệ, có thể mua cái gì? Tinh lực cầu, cường hóa thạch, tinh hạch, thăng cấp tinh du khí tài liệu. a à đúng rồi, còn có đột phá thánh nhân khí bảo bối. Tây môn hạo khoát tay đầu ngón tay, từng cái đếm lấy, cảm giác cái kia hơn một vạn thánh tinh tệ, mau cũng không làm được. Hắc hắc, đừng nóng vội mà. Ta nhớ được trước kia lão chủ nhân tại Thiên Thánh Thành có chút sản nghiệp, bất quá qua rất nhiều năm, không biết còn có hay không, chờ chúng ta đến Thiên Thánh Thành đi xem một chút." Hề hề rất hả hê cười. "Cái gì? Còn có này chuyện tốt." Tây Môn Hạo ngồi thẳng người, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, "Nếu quả như thật là nói như vậy, vậy mình đã có thể không thiếu tiền." "Ai? Kỳ thật trước kia lão chủ nhân khi còn sống có không ít sản nghiệp, đáng tiếc ta kho số liệu bị mất rất nhiều." có thể tìm tới nhiều ít tính nhiều ít đi, dù cho chỉ tìm tới một điểm, đối ngươi bây giờ tới nói tuyệt đối trợ giúp đại đại tích. Hề hề thở dài, giống như liền nghĩ tới chính mình trước kia lão chủ nhân. Ngươi, người chủ nhân kia tại thánh vực địa vị thế nào? Tây Môn Hạo kỳ thật rất không muốn nói đến hề hề lão chủ nhân, bởi vì luôn là khiến cho hắn cảm giác không thoải mái. Nhưng đối mặt về sau chính mình phát triển vốn liếng, hắn lại không thể không đi làm hiểu một chút. Ai Mặc kệ địa vị như thế nào, nàng đã chết, chết sạch sành xanh. Hề hề thật sâu hít một hơi khói, rõ ràng không muốn đề cái đề tài này. Tây môn hạo không nửa hỏi thăm, mà là nhìn xem bên ngoài, nhìn xem bên ngoài lui tới tinh du khí, còn có phía dưới núi non sông ngòi. Chi chi chít, tiểu môi cầu bay ra, phá vỡ không khí trầm mặt. Rơi vào tây môn hạo đầu vai, hai cái xúc tu tại tây môn hạo sắc mặt cọ qua cọ lại. Điều này đại biểu lấy nó đói bụng, nó đã một thời gian thật dài chưa từng ăn qua tinh hạch. Làm vệ tinh trùng, một loại cực kỳ tham ăn thánh trùng, sợ nhất chính là không có thức ăn. Tiểu Trúc Chíp, đừng nóng vội, chờ đến thiên thánh thành, gia mua cho ngươi nhiều hơn tinh hạch. Tây môn hạo sờ lấy môi cầu mang theo màu vàng kim nhỏ chút vỏ ngoài, tiểu gia hỏa mặc dù thăng cấp, thế nhưng hình thể y nguyên như thế. Chi chi chít, môi cầu hết sức nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Ha ha ha, vật nhỏ này, trí lực càng ngày càng cao, có lẽ sẽ sớm hóa hình cũng nói không chính xác. Hề hề rõ ràng đã theo không vui trong hồi ức đi ra. Ai? Hóa không hóa hình, nó vẫn là đại biểu không được ma lân bọn hắn. Hề hề, mộng đều là phản a. Tây Môn Hạo liền nghĩ tới cái kia không tốt mộng cảnh. Từng, đúng không? Hề hề cũng không biết trả lời như thế nào. Được a, coi như là phản a. Tây Môn Hạo bản thân an ủi một câu. Tinh Du Tháp tốc độ cao phi hành, kết thúc mới đầu mới lạ cảm giác. Tây môn hảo biến đến nhàm chán. Ba lạp tỷ muội đã tại tầng thứ nhất nhập định, này hai tỷ muội xem ra là không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Tây môn hảo lúc này một ngôi sao lực cầu cũng mất, đành phải lợi dụng thánh tinh tệ, mượn nhờ gấp ba thời gian gia tốc, bắt đầu tu luyện. Tiểu tiểu hề tính toán không có chút nào sai sót, vừa vặn ba ngày thời gian, tinh du tháp trên màn hình xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ. Đích, chủ nhân tỉnh lại, mục đích đến nửa nằm trên ghế salon Tây Môn Hạo đột nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua phía dưới, một tòa thành phố khổng lồ thu hết vào mắt. Không chỉ như thế, chung quanh lui tới tinh du khí rất nhiều, lộ ra cực kỳ phồn hoa. Ba lạp, ba bỉ, tỉnh lại, đến. Tây Môn Hạo vừa nói, một bên theo truyền tống trận đi một tầng, mà thanh âm của hắn cũng theo tầng thứ nhất vang lên. Đang tỉnh tọa ba lạp cùng ba bỉ đồng thời mở mắt, cùng lúc đó, trước mắt của các nàng xuất hiện một cái to lớn màn hình, trên màn hình hiện ra cảnh sắc bên ngoài. Thiên Thánh Thành, xem như Thiên Thánh Tinh Đô Thành, cũng là Thiên Thánh Cung làm chỉnh hành tinh kiến tạo giao dịch thành. Này tòa thành không có bao nhiêu dân bản địa, toàn bộ là cửa hàng, khách sạn, giải trí, chờ một chút các loại. Đây là một tòa tinh khiết mẫu dịch thành, là Thiên Thánh Cung sản nghiệp, cơ hồ không có bao nhiêu nơi ở, trừ phi là lâu dài trấn thủ thành thị đệ tử, mới có thể dùng tại đây bên trong An Gia. Chờ nhậm chức kỳ mãn về sau, liền nhất định phải rời đi thiên thánh thành là một tòa tự do thành thị không có tường thành nhưng tinh du khí nhất định phải đứng ở chuyên dụng bỏ neo đài bên trên không thể bay vào trong thành như thế sẽ bị thủ thành thiên thánh cung đệ tử công kích tinh du tháp chậm rãi đáp xuống bỏ neo đài sau đó ba người ra tinh du tháp tây môn hạo phất tay đem hắn thu vào bỏ neo đài bên trên rất nhiều người người đến người đi đủ loại tu vi đều có tây môn hạo ba người bọn hắn thuộc về loại kém nhất bất quá bọn hắn ngực thân truyền đệ tử huy chương, nhưng địa vị của hắn lộ ra so phần lớn người cao. Trước không nói những cái kia không thuộc về thiên thánh cung đệ tử, đều là đại bộ phận đệ tử thấy bọn họ đều không thể trêu vào. Ba người theo người chạy xuống bỏ neo đài, sau đó liền đường phố rộng rãi, còn có lít nha lít nhít đám người. Hai bên đường phố tất cả đều là cửa hàng, nhiều loại, phong cách cũng là khác nhau, mỗi một cửa hàng bên trong lưu lượng khách đều rất lớn. Hề hề, người nói sản nghiệp ở đâu? Tây Môn Hạo trong lòng hỏi. Cụ thể không rõ ràng, ta đang ở quét hình, các ngươi trước tùy tiện đi dạo, có lẽ đã không còn nữa. Hề hề lời nhường Tây Môn Hạo tạm thời từ bỏ phát một phen phát tài dự định, cùng ba lạp tỷ muội bắt đầu ở trên đường cái du đảng. Mục tiêu của bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, nhất giai tinh lực cầu, nhất giai cường hóa thạch, cùng với nhất giai tinh hạch. Chờ đến thánh đồ cấp liền dễ nói, bọn hắn là có thể thiên thánh cung tổng bộ bên kia tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm lấy thánh tinh tệ hoặc là thánh đồ tu luyện cần thiết. Thánh vực không có không làm mà hưởng, dù cho ngươi gia nhập thế lực lớn, nhiều nhất liền là cơ hội so người khác lớn thôi, hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình đi nỗ lực. Đương nhiên, ngoại trừ xác nhận cung nội nhiệm vụ bên ngoài, còn có khả năng đi thám hiểm. Lão gia gia, tinh lực cầu cửa hàng. Ba bỉ chỉ một nhà nhìn qua rất lớn cửa hàng hô, không đi, quá lớn, tìm nhỏ chút. Tây môn Hạo xem xét cửa hàng kia quy mô liền phủ định hắn hiện tại là trong ba người giàu có nhất, cũng bất quá hơn một vạn năm ngàn thánh tinh tệ, mà ba lạp cùng ba bỉ cộng lại còn không có một mình hắn nhiều. Ồ, bên kia, bên kia có cái nhỏ. Ba bỉ chỉ trước mặt một nhà tinh lực cầu cửa hàng hô. Ba bỉ, an tĩnh chút. Ba lạp đụng đụng ba bỉ, nhìn thoáng qua chung quanh. Ban đầu bọn hắn dạng này đội ngũ liền đầy đủ làm cho người ta chú mục, hiện tại ba bỉ một hô, người xem càng nhiều. Kỳ thật nàng hiểu rõ, những người kia xem chính là chính nàng, thiên sứ khuôn mặt, kim cương dáng người. Đi, qua bên kia nhìn một chút. Tây môn hạo cũng không thèm để ý người nào tầm mắt, ngậm si gà, loay hoay môi cầu đi tới. Ba vị khách quý bên trong. A, à, thiên thánh cung thân truyền đệ tử. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đón khách người hầu bàn thấy Tây môn hạo ba người về sau, cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao? Ngươi nơi này không có mở cửa. Tây môn hạo nhìn xem không lớn bề ngoài bên trong tràn đầy tinh lực cầu, đủ loại phẩm giai đều có, khách nhân cũng không ít. Hỏa kế kia quay đầu nhìn thoáng qua vội vàng chào hỏi khách nhân ông chủ, bỗng nhiên ngón tay đối Tây Môn Hạo xoa nổi lên ngón tay, này thủ thế toàn thế giới thông dụng. Tây Môn Hạo lông mày nhíu lại, lấy ra 10 cái thánh tinh tệ, ném cho đối phương. Người hầu bàn nhãn tình sáng lên, bờ môi khẽ động nói. Ba vị, dùng thân phận của các ngươi, đi thiên thánh cung chuyên môn cửa hàng có ưu đãi, tại đây bên trong nhưng không có nguyên lai like cái tên này là dựa vào chuyên môn nện ông chủ sinh ý kiếm lấy tiền qua mà lại đã không phải là lần một lần hai kỳ thật những lão bản này đều biết căn bản cũng không quản bởi vì nếu quả như thật bán cho bọn hắn này chút thân truyền đệ tử tinh lực cầu về sau người ta kịp phản ứng khẳng định sẽ tìm phiền toái bọn hắn chẳng qua là bình thường thương nhân không thể trêu vào thiên thánh cung đệ tử huống chi còn là thân truyền đệ tử cho nên coi như người hầu bàn không nói, hắn cũng sẽ nói, còn không nếu như để cho tiểu hỏa kế kiếm cái thu nhập thêm. Tây môn hạo nghe xong tiểu hỏa kế nói rõ lý do, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì này chút người nào cũng không có nói qua, quả nhiên rất nhiều chuyện đều muốn chính mình đi tìm hiểu a. À. Bàn tay vung lên, lại cho tiểu hỏa kế là cái thánh tinh tệ, sau đó lôi kéo ba bỉ liền đi ra phía ngoài. Ra cửa rẽ phải, 500 mét liền có một nhà. Tiểu hỏa kế xem ở 20 cái thánh tinh tệ mức, còn thiện ý nhắc nhở một câu tây môn hạo quay đầu đối tiểu hỏa kế cười cười sau đó rời đi cửa hàng này ba lạp không biết tại sao phải rời đi nhưng muội muội của mình bị tây môn hạo lôi đi liền vội vàng bắt kịp lão gia gia thế nào a à? ba bị tò mò hỏi đồng thời rút ra tay nhỏ bị đối nắm có đau một chút mẹ nó kém chút bị thua thiệt chúng ta là thiên thánh cung đệ tử vẫn là thân truyền đệ tử đi thiên thánh cung mở cửa hàng có ưu đãi Tây môn hạo hùng hùng hổ hổ giải thích nói, nhưng thật ra là tại phàn nàng hề hề còn có tiểu tiểu hề không có nhắc nhở chính mình. Hai nữ giờ mới hiểu được, hỏa kế kia vì cái gì quản Tây môn hạo muốn thánh tinh tệ. Dù sao vừa rồi hai người dùng truyền âm, các nàng không biết chuyện ra sao. Nguyên lai là dạng này, vậy hắn liền không sợ hắn ông chủ biết. Ba lạp không hiểu hỏi. Hắc hắc, biết thì sao? Lão bản kia dám hố chúng ta. Giá gốc bán, chờ bọn hắn về sau biết sẽ tìm hắn để gây sự, giảm giá bán không kiếm tiền, còn không bằng không bán, không phải sao. Tây Môn Hạo đã sớm thấy rõ ràng điểm này. Hoa, lão gia gia thật thông minh. Ba bỉ lại bắt đầu sùng bái Tây Môn Hạo. Hắn là già thành tinh. Ba lạp chua chua nói. Nàng không thể không bội phục Tây Môn Hạo thông minh, cùng đối phương chắc hẳn, các nàng tựa như là cái tiểu hài tử. Ba người cứ như vậy vừa đánh răng một bên đi về phía trước, rất nhanh liền thấy được một cái cỡ lớn tinh lực cầu cửa hàng, ra ra vào vào tất cả đều là mang theo thiên thánh cung huy chương thiên thánh cung đệ tử. Thiên thánh cung số 18 tinh lực cầu cửa hàng, cái tên này, liền tên đều bớt đi, trực tiếp dùng số hiệu. Vừa tiến vào cửa hàng, Tây Môn Hảo ba người liền bị bên trong náo nhiệt tình cảnh cho rung động. Lớn như vậy trong cửa hàng cùng đuổi đại tập không sai biệt lắm, mua, bán, nhiều vô số kể. Ở đại sảnh chung quanh là một vòng quầy hàng, bên trong toàn bộ là một đến ba giai tinh lực cầu, muốn mua cao cấp hơn, thì là muốn đi phía trên tầng lầu. Phía sau quầy cách mỗi chừng một mét liền có một tên thiên thánh cung phổ thông đệ tử, bọn hắn ở đây làm người bán hàng, có thể kiếm lấy một chút thánh tinh tệ. Mà lại mỗi cái người bán hàng trước mặt đều sắp xếp đội ngũ thật dài, mọi người lộ ra rất có có trật tự. Mẹ nó, làm sao nhiều người như vậy? Tây môn hạo vừa mắng, một bên tìm cá nhân ít đội ngũ đập tốt. Ba bỉ, đừng đi loạn ba lạp đè xuống ba bỉ bả vai nắm đối phương kẹp ở mình cùng tây môn hạo ở giữa nơi này mặc dù rất náo nhiệt nhưng tất cả mọi người hết sức an tĩnh chỉ có mua bán âm thanh nói chuyện mà lại tới đều là tốc độ cao giao dịch mua xong hoặc là bán ra xong liền đi tuyệt không trì hoãn nếu như ngại chen có thể mua qua internet nhưng không bớt cũng có thể đi những cái kia bình thường cửa hàng đồng dạng muốn tài nguyên không chịu nhận giảm giá vật phẩm tây môn hạo chỉ có tại hai cái địa phương nhìn thấy qua cảnh tượng như thế này hơn nữa còn là ở kiếp trước một là ngày nghỉ lễ điểm du lịch chỗ bán vé hai là xuân vận nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha